về việc xuất bản cuốn nhật ký của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc. Kính gửi nhà xuất bản thanh niên. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc sinh ngày 14 tháng 10 năm 1952 là sinh viên trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, tham gia quân đội từ ngày 6 tháng 9 năm 1971, hy sinh tại chiến trường Quảng Trị ngày 30 tháng 4 năm 1972, lúc đó chưa đầy 20 tuổi. Cuộc đời tuy không dài, nhưng đã để lại nhiều tiếc thương cho gia đình, cho đồng đội, bạn bè và đất nước về một con người trung khiếu, học sỏi, cuộc sống giản dị, chân thực, luôn với ý thức phấn đấu để cống khiến thật nhiều cho tổ quốc và nhân dân. Mặc dù chỉ có 10 tháng tuổi quân, nhưng dọc đường hành quân ra trận, khắc phục biết bao gian khổ, hy sinh. Thạc vẫn làm tốt nhiệm vụ của người chiến sĩ, vừa tích cực ghi chép những sự kiện, những cảm nghĩ về đời, về người trong những năm tháng hào hùng của cuộc chiến đấu chống Mỹ cứu nước, đang trong giai đoạn ác liệt, tiến đến thắng lợi hoàn toàn. Ngoài 16 tập thơ và một số ghi chép bị thất lạc ngoài mặt trận khi hy sinh, Thạc còn để lại 240 trang nhật ký, chuyện đời và hàng trăm bức thư. Thạc không muốn ai đọc những ghi chép của thạc khi còn sống nhưng nếu không trở lại thạc mong ai sẽ thay mình viết tiếp những dòng sau này chỉ ao ước rằng ngày mai những trang giấy còn lại đằng sau toàn là những dòng vui vẻ và đông đúc chiến tranh đến nay đã lùi xa ba mươi năm sau khi gia đình đọc lại những ghi chép này đặc biệt là cuốn nhật ký thì thấy rất đáng quý nó có thể góp phần phản ánh cuộc chiến đấu anh hùng của nhân dân ta đồng thời phản ánh một thế hệ thanh niên giác ngộ lý tưởng cách mạng của Đảng, sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Nhân dịp kỷ niệm 30 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất tổ quốc, gia đình chúng tôi mong muốn nhà xuất bản thanh niên nghiên cứu cho xuất bản cuốn nhật ký này, góp phần để bạn đọc, đặc biệt là bạn đọc trẻ, có thể tự hào về một thế hệ thanh niên đi trước mà vững bước hướng tới tương lai. Đó cũng là tâm nguyện mà liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc, hàng ấp ủ, mà chưa thể thực hiện được. Xin chân thành cảm ơn nhà xuất bản. Hà Nội, ngày 7 tháng 4 năm 2005 Thay mặt gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc, anh ruột Nguyễn Văn Thục, tháng 10 năm 1971. Nhiều lúc, mình cũng không ngờ nổi rằng mình đã đến đây. Không ngờ rằng trên mũ là một ngôi sao, trên cổ áo là quân hàm đỏ. Cuộc đời bộ đội đến với mình tự nhiên quá, bình thản quá và cũng đột ngột quá. Thế là thế nào? Cách đây ít lâu, mình còn là sinh viên. Bây giờ thì xa vời lắm rồi, những ngày cắp sách lên giảng đường nghe thầy đường, thầy đạo. Không biết bao giờ mình sẽ trở lại những ngày như thế. Hay chẳng còn bao giờ nữa. Có thể lắm, mình đã lớn rồi. Học bao lâu mà đã làm được gì đâu, đã sống được gì đâu. Chỉ còn cõi vì trang sách, kỳ sát đi vì mộng mị hão huyền. 28 ngày trong quân ngũ, mình hiểu được nhiều điều có ích. Sống được nhiều ngày có ý nghĩa. Dọc đường hành quân, có dịp xem lại lòng mình, Xót lại lòng mình. Mình bắt đầu sống có trách nhiệm từ đâu, từ lúc nào? Có lẽ từ ngày 9 tháng 3 năm 1971. Tháng 3 của hoa nhãn ban trưa, của hoa xấu và hoa bàng lang nước. Những người bạn thân yêu của mình đã lần lượt đi học xa hết cả rồi. Mỗi người một phương, các bạn đã đi lên phương Bắc, còn mình sẽ đi về phương Nam. Đêm hạ Bắc thật thanh bình, thèm quá, nghe một tiếng thì thào của cánh gió trên đồi bạch đàn. Mình đã sống trên hai mươi ngày bên hồ cá in xuyên, in sở. Ở đó có những đường cây đẹp tuyệt. Mình đã chụp tấm ảnh bộ đội đầu tiên dưới một cốc dừa, sau lưng là hồ cá. Hoàng hôn thông thả thay màu nước. Và ngôi sao hôm trần tư, kiêu khánh đã mọc trên trời. Cuộc đời bộ đội đâu dễ dàng như thế. Mình đã khóc, nước mắt giàn rủa khi các bạn tiễn mình đi khi buổi lễ kết thúc khi bài quốc ca rung bầu không khí trong lành trên trường tổng hợp bản nhạc này đây bao lần mình đã nghe đã cúi đầu suy nghĩ nhưng hôm nay mới thực hiểu thực cảm một điều giản dị bài quốc ca của ta của ta khóc không phải vì hèn yếu không phải vì buồn bã mà vì xúc động vì buổi chia tay này thiêng liêng quá những người bạn thân yêu nhất của mình không thể tiến mình đi được và bàn tay ấy, và đôi mắt ấy, giọng nói ấy. Lên xe rồi, xe nổ máy, xe Việt Nam sản xuất, tiếng động cơ như tiếng tim mình vậy. Nghẹn thắt, vì một cảm giác khó tả, mình gước nhìn lần cuối cùng cánh cửa sổ, nơi hàng ngày mình bỏ ra, nhìn xuống lòng đường. Khoảng trời nhỏ của sinh mình đó, một hôm nào, những hôm nào mình mong chờ nhìn thấy bạn của mình đạp xe qua, để mình gọi, bây giờ là chia tay, xe lăn bánh, êm du, sẽ đi êm, mà bọn mình xô vào nhau, chen nhau thò tay ra cửa. Ngoài kia là những khuôn mặt gần gũi, tuy có người chẳng bao giờ mình trò chuyện, chẳng bao giờ mình nghĩ rằng có họ sống trên đời, ở đâu, khuôn mặt thân yêu ấy, bạn đi, mình không gặp được. Đêm 26 tháng 7, chỉ là những gương mặt xa lạ, đầy vẻ háo khức và tự mãn, rối loạn và thoảng một thứ mùi khó chịu mình không dám đứng lâu và đành chịu giữ một nỗi ân hận dày vò. Mình đi. Khi bạn đang bước vào năm học mới, bước lên giảng đường, bạn có nhớ tới mình không? Đừng. Hãy để tâm hồn trọn vẹn thanh thản mà đón một mùa xuân của lọc mình. Trang đầu của cuộc đời sinh viên, đừng để rơi một giọt mực, đừng để loang lộ một vết ố vàng. Xe ơi, lao nhanh hơn cho ta chóng tới gia đình lớn, nơi ta gửi gắm cả thời thanh xuân của mình hơn cả khi trên tay phập phồng tờ quyết định. Vui sướng, tự hào, cảm động làm sao khi trên người ta là bộ quân phục xanh mồ lá. Anh sinh viên quen mồ trắng áo của cánh cỏ, quen mồ xanh xa trời tháng nắng. Mình chút bỏ không thương tiếc và chiều mến khoác lên mình màu xanh ấy, màu xanh của núi đồi và thảo nguyên, của ước mơ và hy vọng, màu xanh bất diệt của sự sống. Trên mũ lạc ngôi sao, ta lặng ngắm ngôi sao như hồi nào ta chỉ cho bạn kia là sao hôm yêu dấu. Nhưng khác hơn một chút, bây giờ ta đọc trong ngôi sao ấy ánh lửa cầu vồng của trận công đồn, màu đỏ của lửa, của máu. Ta như thấy trong màu kỳ diệu ấy có cả hồng cầu của trái tim ta. Ai ra đi cũng với lòng say lý tưởng và nhẹ nhẹ bên trong là chút ước mơ. Buổi các đầu tiên là đêm trăng sáng, là bài thơ, là một trang nhật ký. sung sướng và hãnh diện biết bao. Ơi xóm làng yêu quý, ngủ yên, ngủ yên, có anh bộ đội thức canh trời. Những mái nhà nghiêng như mí mắt thân thương, nhắm ngủ ngon lành. Ta bước nhẹ, lân lân một mùi hương quen thuộc. Bưởi đã cuối mùa, ổi đã cuối mùa. Cây lá đang rột nhựa để trổ ra một mùa quả chín. Đồng đội đọc cho ta nghe những vần thơ trong trẻo, Kệ trường sơn đưa ta lên đường đánh Mỹ, nồi cơm thạch xanh xưa là chuyện ước mơ. Nay là lòng dân với người chiến sĩ. Ta đã đọc ở đây những cái tên lần đầu ta đọc, lần đầu ta biết. Cái tên ấy, những cái tên ấy là một nốt son điềm tĩnh, nốt la nhí nhảnh, là bảy cung bậc của bản đại hợp sướng mà dân tộc ta đang cất lên tiếng hát. Bộ đội đi rồi, chỉ khổ dân lại nhớ mãi thôi. Ai đã nói với mình điều ấy, cái trời đang rạng sáng, 9 giờ 30 phút, phải vào màn. Nhưng ta thức chọn một đêm, với bốn bề đang rạng sáng mặt trời mọc và em bé đã ríu rít ở hàng ô rô xén gọn một tiếng võng kêu một vệt nắng kẻ ở ngoài khiên một con nhện sang tơ trên cảnh ổi có gì khác với nơi ta ở nơi ta gửi gắm tuổi thơ sông tô lịch đen ngòm chảy rụt xè trong thành phố tới đâu vẫn rụt xè như cây trinh nữ mắc cỡ gì mà khép cánh ư em ta đã bao lần đi bên sông tô lịch trước kia ta khó chịu vì mùi bùn oi nồng ta đã mấy lần hành quân bên sông Tô Lịch, ta yêu sông vì bọt tăm sủi, vì màu xanh non, tươi trẻ có cung phun đắp của dòng sông. Có phải lòng sông đã quên mình nhơ bẩn, đã chịu lòng mình mang mùi vị ấy để đem cho đời những cọng rau muống tươi kỳ lạ, để đem màu hồng tươi cho thành phố? Sông Tô ơi, mai trở về, ta khơi lại dòng sông, cho tuổi thơ vẫy vùng, cho con thuyền anh chở em đi, đi vòng quanh thành phố hôm nay đi bên sông dưới cái nắng chang chang trên vai là ba lô con cóc của trường sơn không thể nói là nhẹ được quai đeo thiếp vào vai ép lồng ngực lại đau và bồng sát khó thở đẻ lên hông ép vào lưng ướt đầm đìa là mồ hôi ta đấy ta đặt ba lô và cười luôn được ừ cuộc đời ta là thế phải cười và phải vui bài hát ta yêu là trường sơn đông trường sơn tây con đường cánh gạo không có muối nhưng không phải là nhẹ nhõm vai sinh viên, mặc dù tâm hồn luôn bay bổng nhưng nên thơ hơn cả những vần thơ là cái nghiến điếng người trên vai, là cái nóng bàng hoàng dữ dội. Yên sở ơi, ta yêu yên sở như làng quê ta vậy, nơi chú quân đầu tiên của đời ta, nơi ta gọi bạn của mình là đồng chí, nơi con thơ gọi ta là chú bộ đội, và những cô gái làng gọi ta chào các anh bộ đội. Em đừng cười anh, vì bộ quân phục thùng thình, Mẹ ta nghèo, sau cháu nuôi ta, đau khổ bốn nghìn năm, chất chiêu từng hạt gạo nuôi ta. đến bây giờ ta lớn, phải lớn lên, phải to ra cho kịp tầm cao của lịch sử. Cánh tay này sẽ bóp nghẹt cổ quân thủ. đêm đầy sao chi chít những sao như lòng mẹ như lòng em đứng ở bên đường hồ nước trong kỳ lạ sau mẹ kể những cái hồ ấy là nước mắt đau khổ nghìn năm những chồng mắt nào đã đầm đìa để tích tụ thành hồ mà hôm nay đời vui như thế con cá dưới hồ cũng quẫy cũng đấp ánh trăng và chào anh bộ đội cá cá ơi đừng cười anh nhé đừng kể cho những cô gái trong làng chuyện bọn anh sợ đỉa khi các cô ngồi bên bờ này nhắc đến các anh quên làm sao vườn nhãn um tùm nơi ngày đầu ta ngồi yên nghe giảng bài chính trị đầm ấm quá thôi trên là cây lá xanh xanh lấp lánh ngôi sao trên mũ lung linh những vì sao trên cổ áo đỏ như lửa là quân hàm bùng cháy những ngọn đuốc là trái tim ta ê a ê a là lời em thơ tập đọc cô gái nào mà dáng thanh thanh giống người ấy thế kỷ niệm lắng sâu theo ta vào trận đánh nhưng hôm nay hôm nay sau khỏi bồi hồi nồi nước mẹ đun sau so thơm kỳ lạ có phải đắng cay cả một đời nên bát nước mẹ đưa ngọt ngào đến thế chia tay với con mà mẹ vẫn cười âu yếm hành quân từ 5 giờ chiều đến 9 giờ đêm, đẹp lắm. Trăng đầu tháng còn đỏ quạch, cứ gợi cho ta nhớ một cánh buồm. Đấy, cánh buồm đỏ thắm, được đầy gió, gió cuốn những ngôi sao đêm, ùa vào lòng thuyền và đẩy thuyền chui trong tâm tưởng. Ngủ bên bờ một dòng sông, có những đường dừa thật đẹp. Trời trong quá, dư điện trăng như những dòng kẻ của một trang vợ học trò. Đừng bấm đèn chiêu họ, cứ để họ nói chuyện với nhau, anh con trai sắp xa người bạn của mình cô tai lại về trường học tiếp chỉ còn vài tiếng nữa thôi là còi tàu là chuyển bánh anh dặn gì cô ấy có lẽ chẳng dặn gì đâu và chỉ mỉm cười cậu nào đã cất tiếng hò tiếng ai như tiếng chuông vàng tiếng ai như tiếng cô nàng của anh còn tiếng này thì đúng là giọng anh châu rồi anh mộng châu anh yêu em lắm em ơi nhưng anh chẳng dám ngỏ lời với em Lính khoái cười khúc khích, những vì sao dưới sông cũng pha vào nhau, những cành dừa cũng nắm tay nhau tinh nghịch bay qua bầu trời thanh bình, tiếng động cơ như say lúa. Đêm đẹp vô cùng, ta lắng nghe đất thở, anh bạn nằm bên dọ đèn pin tìm gì? Có phải anh tìm con dế đang cần cù dạo bản nhạc đêm của Brisbane? Không cưỡng nổi, ta lấy giấy và viết thư cho như anh. đồng đội của Thạc, người thì đang ngủ, người đang nói chuyện. Dưới cuốn sách mà Thạc kê, có hai lá thư sắp gửi cho Như Anh. Sương ướt đẫm vài nhựa, không một ngọn đèn, chỉ những vì sao soi cho Thạc viết những dọc này. Bắt đầu cuộc đời bộ đội là thế này đây. Tối quá, nhưng cứ viết, Thạc thích thế, rồi đây sẽ có nhiều lúc Thạc viết thế này, chắc xấu như ma lem. Hành quân đây, chào Như Anh nhé, thật tiếc đến ga rồi ga văn điền nhưng nào có tàu mệt quá lại phải gánh nồi quân dụng chẳng chịu được nữa mình ngồi bệt xuống đất dựa vào ba lô mà ngủ suyệt nói dấu các o văn công chứ thật đúng với câu má văn công mông bộ đội những chuyến tàu đêm chạy từ hà nội đến cánh cửa ô cửa đầy thương nhớ tàu phì ra những cuộn khói những đám mây nhân tạo mặc kệ tớ còn ngủ đợi một chuyến đi xa sau cùng thì cũng xếp được ba lô lên tàu Tàu Trung Quốc khá rộng, mình chẳng có chỗ đứng, đành đứng trước chỗ đi dài. Thật bất tiện, nhưng chẳng sao hết. Đêm âm u quá, cái đầu vắng lặng, chỉ nghe tiếng gió, tiếng con tàu thở phì phì. Kia rồi, là Hà Nội, là phố Nguyễn Xu lấp lánh sau bức tường của các hàng cỏ. Thôi, chào Hà Nội, ba hoặc bốn tháng sau, ta lại về, ta lại hành khương trên các đường phố vắng gắn bó với cuộc đời ta. Sông Hồng ban đêm, mùa nước, cầu phao dập sành. Ta nhận ra cầu vì ánh điện những con mắt chói người kia bảo ta đó là bờ Chao ôi dòng sông angara xa xôi chạy qua thành ít cút đêm nào có giống đêm nay ta như gặp lại khuôn mặt thân yêu ấy gió đừng thổi mà mái tóc lại bay rối lại phải lấy lược chải hoài gió đừng thổi hơi lạnh lạnh đấy mà áo thì mỏng về nhà lại ốm bắt đầu xuất hiện bạch đàn dọc theo đường tàu chạy cái bạch đàn ta yêu ta quý, cái bạch đàn chép lại cho ta một thời thơ ấu đầy chất thơ và say nồng mùi cỏ mật. Bạch đàn ơi, chạy theo anh nhé, chạy theo tàu của anh và sống mãi với anh. Khi nào anh nằm xuống, bạch đàn hãy rủ lá, run rẩy và su cho anh ngủ. Cái bạch đàn cứ cao lớn với đời, cứ hát cho đời bài ca về thầy giáo Duy Sen và cô học trò giỏi antonai bài ca về cây phong lá đỏ. Mặt trời mọc rồi, các ô cửa của toa thổ xanh màu quân phục. Em nhỏ trên đồi đi học. Đấy ư, mà sao khăn quàng bay và bàn tay nhỏ cứ vẫy các anh? Ta bỗng nhớ một đoạn thơ tố hữu. Các em ơi, đã học chưa? Các anh dựng cho em trường mới nữa. Chúng nó chẳng còn mong rội lửa, trường của em đứng giữa đồi quang. Tiếng các em thánh thót quanh làng, Ta đã đi qua vùng đồi trung du của Bắc Thái, dấu vết của chiến tranh, của đột lội còn hằn rõ ở đây. Ta đã nghĩ gì khi nhìn vào lặng người bên hố bom thủ đào sâu gần khu cang thép? Mẹ ơi, ở đây con đã hiểu chiều sâu của đất. Cuộc sống thanh bình chỉ cho ta giá trị chiều rộng, chiều dài của mảnh sân con thường đùa nghịch. Của mảnh vườn tháng 10, mía đang ngọt dần lên ngọn. Của ngôi nhà ấm cúng con ngồi viết bài thơ ca ngợi đất. Chưa biết rằng đất có chiều sâu mà hôm nay vết bom thù đã khơi dậy cho con. Ga Lương Sơn, hay ga gì đó, xuống tàu và vào bãi cỏ rộng nghỉ. Khoảng 9 giờ rồi, cỏ may, cô gái nào xưa níu bước chân chàng trai trẻ, nay gài vào quần các anh bộ đội. Cô muốn thiêu gì lưu niệm? Đêm nay, bên bếp lửa nơi chú quân, nhặt cỏ may và chắc có anh chàng mơ mộng lại nghĩ hoài một người bạn gái, giỏi nghề may vá em khâu gì vào chiếc áo của anh. Và cả cây mắc cỡ, cô gái nghi thư khẽ chạm vào là nếp mình xấu hổ. Các anh lính trẻ lại cứ chiêu hoài. Chuyển tàu, lính xô nhau lên chiếm chỗ gần cửa sổ. Ừ, thế mà Vũ Đình Minh lại viết, người bốn phương nhìn nhau qua ánh mắt, một chỗ ngồi cũng nhường nhịn cho nhau. Tớ khoái không để đâu cho hết, vì được ngồi bên cửa sổ, tàu chạy rồi, gió thúc vào mắt lạnh từ đây rừng rậm rạp hơn đồi kề ngay đường tàu chạy người kiếm củi trên đồi cứ vẫy 3 tháng 10 năm 1971 suốt đêm qua không ngủ được cứ thức hoài vì những cảm giác nôn nao dạo dực một giờ sáng khuya quá rồi phải vào bàn ngủ ừ Cuộc sống bên trong của con người thật kỳ lạ. Cứ nhớ, cứ nhớ, nhớ ai, nào biết, mà sao không ngủ được. Rừng chặt lên thơ như ta tưởng tượng. Cây cao, xù xì, non rợn rợn. Vực sâu, dây leo chẳng chịt, chứa đựng biết bao điều bí ẩn. Cuộc sống của ta sẽ kéo dài ở đó. Dân tộc ở đây là gì? Mán hay thổ? Ta chỉ mong nhìn thấy một cô gái sán xỉu, quần đỏ giữa mênh mông đồi cây bỗng nhớ một câu thơ có vần gà đánh trống khi leo thang có những cô nàng váy đỏ yếm trắng sao lại nhớ đến câu ấy bạn hỏi vậy mình chẳng biết nữa hình như màu sắc âm thanh hình khối hòa trộn trong đó phù hợp phần nào với những cảnh mà mình đang chứng kiến ai đã xây nên những đường hầm xuyên núi bàn tay của ai đã lần lửa trên những mặt đá này ngồi bên cửa tàu chạy nhanh gió thúc vào lành lạnh cả hơi đất hơi đá ẩm ướt âm u toa tàu tối om không ai hé răng vì sợ hay vì lạ còn mình thì lạ cứ thỏ đầu qua cửa nhìn về phía cửa hầm bụi than bám đen cả mặt con tàu phóng nhanh rung lên bẩn bật ánh nắng đi rồi hối hả trên từng khuôn mặt ngoảnh lại phía sau là ngọn đồi con tàu vừa trôi qua vẫn cây lá ấy bình thản vô tư lự chuồn chuồn kim thân dài cánh đỏ em khâu gì trong áo xám của đồi cây có lẽ là như vậy yên lặng bình thản trên đó để dưới đáy sâu của nó có con tàu băng băng chở đi một nguồn sinh lực mới. Tàu ơi, cứ chạy đi, chạy nhanh đến những vùng đất nước xa xăm, kia là cây vầu, cây bương, khác với lùm che quen thuộc. Cái cây gì mà cao lạ lùng, trong suốt cả cuộc đời nó đã tiến mấy chuyến tàu qua, Bạn thì thảo bên tay, suối đấy, trong lắm, nhưng đừng vội tắm. Ừ, dòng suối trong vắt, dốc sách chảy dưới chân đồi, những viên sỏi xanh đỏ tím vàng, ống ánh đâu rồi, mà chỉ thấy những chiếc lá úa vàng xoáy tròn. Và chìm hìm. Đám mây ơi, mây trôi về đâu, nhắn dụng ta tới người bạn ấy rằng, ta nhớ lắm, nhớ bồi hồi, ta cục đầu xuống bàn, rồi sau đó thì sao? như anh không biết nữa như anh không muốn biết nữa vì khi đó thật gần quá đến nỗi không thể chấp nhận được câu trả lời ấy gì bên dòng suối ấy, tôi nhìn rõ lắm sợi cước trong, trong như một tia nắng cong queo trên mặt nước. Cuộc sống thanh bình biết mấy, trong một sáng văn cần, trong một bóng mát của phành ngũ lá. Lính ảo qua cửa sổ, sỏi dưới chân cũng mang màu đỏ quạnh của núi đồi. Nắng cắt, choang choáng, ca này cũng không biết tên nữa, chỉ có bưởi, quả bưởi trên giường nhỏ như nắm tay và khô. Dùng tạm vậy tất nhiên là phải có tiền. Mệt, nhưng mọi người đều hồ hởi và khề hà. Khoan khoái ngồi trong bóng của ngôi nhà lợp nứa. Chẳng có nước, trời nắng, giờ bánh mì ra ăn, nghẹn lại nơi cổ họng. Tạm biệt, con tộc màu xanh, đi đi, xa hơn nữa là bố hạ, ca bố hạ là sông thương, còn ở đây khét cháy. Được lệnh hành quân vào rừng, chỉ 7 km thôi. Con đường rừng đầu tiên ta đi, vai nặng ba lô, mồ hôi ướt đẫm ngực, vai và sau lưng áo. Con đường dài và mất hút, quay lại phía sau cũng con đường, con đường xa lạ và gập ghềnh. Kiếp, ba lô chứ gì mà nặng thế, oanh cả lưng anh bộ đội. Mảnh đồi ơi, ta chưa từng quen biết, nhưng hôm nay mồ hôi ta đã nhỏ xuống đất này. Nắng cứ trang trang, con chim gì cứ kêu làm rối lọc người, đường dốc ngược lên trời. Những con đồi này đây, gần một thế kỷ nay là nghĩa quân của Hùng Thiên Yên Thế. Bà mế ơi, cái súng kiếp này có phải của bố ngày xưa đóng cố theo cụ để đánh Pháp? Gian nhà trống trải, chơi trọi trên đồi, nước ở đây ít lắm, nhòm xuống giếng cứ hun hút. Em có soi gương thì đi ra suối, cái gương giếng mà làm chóng mặt em. Cụ chùa già lắm rồi, mái tóc bạc trắng, da mặt hằn nếp thời gian. Cụ cởi trần trùng trục, quấn quanh mình một mảnh vải thô hai bàn chân khoằm khoằm đi vòng kiềng mà thật vững em gái học lớp 9 trên huyện vắng nhà anh biết vậy vì áo hoa xanh của em không phơi trước cửa mà gấp ở đầu giường núi rừng ơi yên thế ta yêu cười vì cây trò chỉ cây lát cây lim sừng sững như bộ ngực của nghĩa quân ta nằm ngửa mặt cho những giọt nắng đỏ lanh tanh chảy từ kẽ lá gốc đa rừng cái rúc của rừng bàn chân nào đặt bước đầu tiên trên con đường hòm hẻm luồn sâu trong lá để bây giờ đến lượt ta đi. Đường dài đến thế ta đi mãi, mãi mít chèo, chỉ thấy ba lô nặng trên vai, chỉ thấy mây trắng cuốn về phương Bắc, thấy trời xanh ngút ngàn và rậm gì là cây là cỏ. Đã cuối mùa sim, quả sim tím sẫm, ngọt ngọt. Có phải rừng chiều ta nên kéo dài mùa xiêm tím cho lính, miệng cậu nào cũng lép nhép những sim xóm làng đây thưa thớt, mái nhà như một đốm nhỏ chìm giữa lá cây. Xài chiếu giữa trời là cây ràng ràng. Đừng bước vội hái hoa rừng mà gai đùm đũng dọa đấy. Ta đút vội vào ngực áo những chiếc lá rừng mà ta chưa biết gọi tên. Lá khéo mà thơm, phảng phất từ đâu đấy. Bạn có biết ta yêu rừng không vậy? Ôi, cái nắng trong rừng, rưng rưng nhựa. Ai đã viết những câu thơ để bây giờ ta đọc? da bàn tay thường chạm với da cây khuôn mặt người chạm vào mặt lá rừng già ơi rừng già kỳ lạ quá không có những ngày này hổ dễ đã quen nhau ngày 4 tháng 10 năm 1971 anh hẹn em cuối tuần chờ nhau nơi cuối phố biết anh thích màu trời em đã bồi hồi chọn màu áo xanh sáng chủ nhật trời trong nhưng trong lòng nãng sóng chẳng thấy bóng anh sang đêm thứ hai thu vàng đêm thứ ba thu tàn mùa đông thứ tư sang Bạn đừng hát nữa mà làm nao lòng bộ đội. Ta bước trên đồi bạch đàn, dưới chân là đá sỏi. Trao ôi, bầu trời xanh quá, màu áo thân yêu của ta đã xếp lại nơi nhà. Bao giờ hai đứa hẹn nhau, hẹn ở đầu phố. Ơi, cái phố thẳng tắt những cây, những ngôi nhà. Chắc phố buồn lắm đấy, vì vắng bóng lũ trẻ đá cầu, đi câu con cá trắng, vắng một giọng cười. Ao ước lắm Một lần gặp bạn Một lần nữa thôi cũng được Ta sẽ nói hết Ta sẽ nói hết Phú đừng cười nhé Dặn thế rồi mà lá cứ seo seo Sau khi ở gần với Phú Chẳng yêu Phú nhiều hơn nữa Để bây giờ hối tiếc Ừ đồi bạch đàn vẫn thông thả đồng ca bài hát của xưa của mình. Bạch đàn ơi, bỡ ngỡ gì mà em xòe lá. Hương bạch đàn, nhựa bạch đàn gợi điều mơ mộng quá. Em ở đâu chẳng về, anh dắt tay em. Qua đồi này là tới đồi sim, tới đồi hạt rẻ. Sim cuối mùa, đừng bắt đền, là môi em tím. Tím lưng đồi là màu tím hoa mua. Không, chẳng phải đâu, đấy là màu tím Huế, màu tím của em chao ôi là nhớ mình tưởng tượng thấy bóng dáng yêu dấu đang nép sau thân bạch đàn ứ nhựa đừng giận gì nữa hết xa nhau lâu rồi còn có điều gì để giận hay như anh giận vì lá thư cuối tháng sáu không được trả lời không viết nổi như anh ạ à. không sao viết nổi vì nỗi thương cảm sâu xa bóp nghẹt trái tim thạc khuôn mặt dịu dàng ấy sao hôm nay im lặng thế xôn xao trong lòng ta là vần thơ của nhà thơ nào lâu lắm không nhớ rõ cứ lan lan Em đã nói biết bao lời Với cha, với mẹ, với người xung quanh Với biển cả, với cây xanh Sao em không nói với anh một lời Ôi giọng nói ấy Cứ làm ta dạo rực Giọng nói đánh thức trong ta những niềm sao xuyến đã chết lặng Và làm cho hồn ta Trái tim ta tràn đầy hạnh phúc Suốt từ hôm ấy Hơi thở ấy đã phả vào từng sợi tóc Bàn tay thân yêu ấy đã xoa dịu cho ta những vết thương ta tưởng chừng có thể tan biến đi, thân cát bụi lại trở về cát bụi. Ta muốn sụp xuống trước trái tim trong sáng ấy, ơi thần tượng của ước mơ ta. Luôn luôn ta mơ ước, ta khao khát một buổi sáng đẹp trời, nhớ một màu xanh kỳ dị, ta thức giấc trong hạnh phúc, một người đang chờ ta, đang đợi ta, đó là như anh, đó là như anh yêu dấu ta khao khát một sớm mùa hạ, cùng nắm tay như anh trong phòng đọc sách, mùi sách quyến rũ hay gì mà làm ta sao xuyến thế. Ta thường mơ, một mùa nào đó, dẫu là mùa đông ướt át và nhảy nhụa, ta đứng trên sân ga lắng nghe tiếng mưa đuổi nhau trên bức tường rêu xám, lòng ta đâu có thể, ta đứng chờ. Và kia, như anh yêu dấu của ta, từ trên tàu bước xuống, như anh ùa vào lòng ta, hay ta chạy đến dụ đầu vào gò má ấy mấy năm trời còn gì nữa như anh hé miệng cười nhưng ta đọc trong đôi mắt một màu ươn ướt như anh đưa ta về ngôi nhà 72, hai mới một lần ta hững hờ đến và như anh sẽ kể cho ta vô vàn chuyện trên đất nước xa xôi còn ta sẽ kể cho những anh về chuyện đời về những đồi phi lao hà bắc mà mỗi bóng áo đều gợi nhớ tới phương như anh sẽ kể cho những anh những mảnh liềm trăng cong một nỗi nhớ nhau ta sẽ kể cho những anh rằng như anh ơi, một buổi họp trong đình, đình cũ kỹ, ống máng han gì, ta thèm được tay cầm khẩu súng loáng người ánh thép. Đạn vút nòng lắm, ta yêu khẩu AK này như yêu người nào ấy, khẩu súng ơi, súng sẽ gắn bó với đời ta, cùng sống chết với ta. Khi ấy, chắc chắn ta sẽ lại nói với như anh rằng, cả cuộc đời ta, cuộc sống riêng tư của ta thuộc về những anh vĩnh viễn. Từ lâu rồi, Cuộc sống tâm hồn của ta tan biến đi trong tình cảm nồng nàn của Như Anh, cái lò lửa rực hồng ấy. Tới đây, ta mới hiểu thế nào là sự sợ hãi khi phải vĩnh viễn xa Như Anh. Đừng, lệ chúa, viễn cảnh ấy đừng bao giờ xảy ra cả. Đừng, mà ta sống với ai, sống chơi trọi và cô đơn thế, ta làm sao sống nổi. Khổ vô cùng là nói thật chỗ yếu của lòng mình. Ta đâu muốn thế, như anh bảo, thích thư thạc lắm. Chẳng phải thế đâu, Như Anh ạ. À rồi sau này nhiều năm quay nhìn về dĩ vãng như anh sẽ cười và lúc đó hết cả thích thư thạc lắm lúc đó những lá thư mà thạc viết bằng những chưa không ngủ bằng đêm khuya in lặng trên trường tổng hợp trên mọp đồi xa xôi này viết bằng cả tâm hồn bằng tất cả nỗi sao xuyến của trái tim chỉ là một mớ giấy tầm thường cần phải vứt đi nhưng cũng chẳng sao và cũng phải thôi vì ta chỉ thú nhận điều đó với riêng như anh với một mình như anh thôi Ai chưa gặp ta cũng đều bảo ta ngứa ngẩn. Ai mới gặp ta cũng bảo rằng mình quý, mình thương. Ai ở với ta một thời gian cũng trỏ vào mặt ta mà bảo, dở người. Còn ta chỉ cười, chỉ khóc. Ta bay trên mây, dưới gió. Ta đã gặp ai đâu, ngoài người ta yêu quý, mà có một lần ta đã xoa tay vĩnh biệt. Rồi đây, người ấy có tự xa rời ta không? Không biết. Có phải đời ta là cầm AK đánh giặc, đứng trên đồi phun lửa vào kẻ thù, dạn dày thầm lặng, chẳng cần ai biết đến đâu. Rồi lúc nào ta chết, chỉ cầu xin một điều, trên nấm mồ của ta là cây bạch đàn, cây bạch đàn mảnh rẻ. Nằm trong lòng đất, giá còn được nghĩ ta sẽ làm thơ. Ừ, làm thơ, làm toán. Chà, lập dị, lập dị, ngớ ngẩn đến thế nữa cơ. Sao bây giờ kết đời sinh viên đến thế, thõng thẹo và ọp ẹp, phải sống khỏe mạnh, dữ dội trong lửa đạn, dân quý anh bộ đội, bọn mình đi xin che về làm nhà ở. Che đấy, ngoài vườn, anh cứ ra mà chặt. Che được che cái, che bánh tẻ đan lống đôi. Lống mút, đan sọt đeo đá sau lưng. Cây che Việt Nam, lòng bà mẹ Việt Nam, có phải bây giờ ta mới hiểu đâu? Nhưng bây giờ ta mới được nhìn, được thấy. 24 tháng 10 năm 1971 Nằm mãi mà không ngủ được. Đêm này là đêm thứ bao nhiêu rồi? Mình thức dậy, đồng hồ chỉ 11 giờ kém 15. Kỳ sinh nhốt là mấy giờ rồi? Lâu lắm, 20 ngày đã qua, bận biệu và mệt mỏi. Mình bỏ quên trang nhật ký, nhưng có lúc nào quên được, như anh. Tháng 10, tháng sinh nhật, tuần lễ sinh nhật đi qua. Ừ, trời cũng trong xanh hơn và lòng ta cũng mở ra đón gió. Tuổi 19, 20. Như anh ở đâu, nắm lấy bàn tay thạc, gió rét về thổi tím ngọn bàng, đâu rồi khơi ấm của ta? Ai bảo những ngày này không đẹp, không thơ? 25 tháng 10 năm 1971 Tháng 11 sắp đến rồi, và như vậy tháng 8 đã trôi qua, buổi sáng đến chậm chạp. 14 tháng 11 năm 1971 Đã 10 giờ đêm, Chủ nhật, đang buổi tiếng thơ của Đài Tiếng Nói Việt Nam, khi còn ở nhà, những buổi tiếng thơ này, mình ngồi bên bờ ao hay bên một cái sao thông hào ngập nước, nghe những giọng ngâm quen thuộc. Thế mà hôm nay ở đây, ở cái đất Hà Bắc này, mình ngồi viết vừa lắng tai nghe. Kim Cúc đấy, với giọng hơi mượt mà, trà chút, Kim Dung, Trần Thị Tuyết, nghe quen như giọng người hàng xóm. Buổi trưa, vừa gửi thư cho Như Anh, có lẽ đó là cái thư cuối cùng ở đất Hà Bắc. Từ ngày mai, không được ra khỏi chỗ đóng quân nữa, không biết đi lúc nào. Lo lắm, liệu như anh có hiểu và thông cảm cho không? Biết làm sao được, khi bản thân mình không thể chủ động trong chuyện đó. Gặp Dũng, bạn học từ lớp 8, Dũng học đại học y khoa và bây giờ ở C17. Dũng cũng tốt đấy, hiểu mình và rất cuốn quýt Vẫn gặp trên sân bóng, xung quanh là pi Lao, có con đường chui qua đỏ bụi. Dũng hỏi thăm hết bạn bè, xuyên đi Bulgaria rồi. Châu đi Cuba, dùng đi tiệp hay đức gì đó. Thường thôi, đừng coi trọng họ, đi nước ngoài thì người ta thích, nhưng ít ai thích người đi nước ngoài, có cái gì hơi lạ lạ. Dũng nhắc cho mình chuyện lớp, trường, chuyện thằng Khang, nhữ đình quân, cái tuổi nghịch như quỷ sứ, ngu bình nữa, nó đang đóng ở Quảng Bình, bị thương và đã được kết nạp đảng, hay sao ấy? Nhanh quá, mới đó mà nay mỗi đứa một phương trời, mình nhớ mấy câu thơ tặng Bình khi tiến Bình đi bộ đội hồi cuối lớp 10 dũng hỏi mình về chuyện đi nước ngoài khơi dậy làm gì chuyện ấy nó khiến mình buồn bã suốt một thời gian dài thật hèn hạ và xấu xa mình kể cho dũng cuộc sống từ khi hết lớp mười dũng cũng đồng ý với mình và tỏ ra hài lòng với cách sống ấy kể cũng lạ sao dũng dễ dàng đồng ý với ý kiến của mình thế dũng bảo mình cần đoàn kết sâu rộng với bạn bè hơn nữa Dũng bảo hãy biết liên kết với các bạn bằng những mặt tốt của họ, nên triệt để nối mình với các bạn bằng cái tốt đó. Kể cũng hay, mình sẽ cố gắng. Đá bóng với B1, gió mạnh. Dạo còn ở trường, mình với Thanh hay ở cùng một bên. Bây giờ Thanh ở B1, còn mình lại sang B2. Đá bóng mà nhớ trường, nhớ kỷ niệm đến thế. Ơi, in hòa B, đâu rồi? Buổi tối, ba má và anh của mình lên chơi, còn mình thì chẳng có ai lên cả. Buồn và nhớ gia đình vô cùng nhưng mình không tán thành chuyện lên thăm đó mình ngồi nghe rất lâu chuyện hai bác và anh bằng nói chẳng có gì mà phải lên tận đây cả nhớ minh ư mà sao có vẻ thờ ơ tệ không sống trong tưởng tượng của mình chút nào hay là tại mình không ở trong tình trạng đó nên mình không biết không cảm hiểu không rõ ràng là không gia đình đi từ năm giờ rưỡi sáng mãi trưa mới đến nơi mang cả cơm nắm và thức ăn định ăn ở bắc giang nhưng không hiểu sao lại về tận đây ăn buổi trưa bọn mình ăn cơm phải sang chỗ anh Hinh ăn tập trung. Mình chào gia đình và mình cũng đi ăn. Ở nhà còn ba má và anh Bằng. Sao hai bác và anh không gọi Minh ở lại ăn cùng? Không hiểu ra sao cả. Lạ thật, gia đình mình thì nhất định không thế rồi. Nói chung, mình chỉ hiểu rõ lắm về Minh và gia đình cậu ta, biết chung chung đại khái. Tối nay, liên hoàn tiểu đoàn ăn cơm muộn nên được phép nghỉ. Mình nói chuyện với bà. Ba kể chuyện Duyên Tiên, chuyện Trương Chi, vân vân là mình như trở lại trẻ con. Thương anh Đồng Vĩnh ra gốc cây để và khóc, ngóng lên trời tìm nàng bầy. Nàng thiên ơi, tấm lụa trắng đâu rồi, và gốc cây để ấy ở đâu, trong rừng sâu kia. Mùa xuân hoa nở thiếp về, mời chàng ra gốc cây để nhận con. Bà bảo mình đọc, bẩm ơi, mình đọc, gió lạnh lạnh, và mình thương mẹ quá. Mẹ ơi, bà đã 60 tuổi, Bà bảo, năm nay là năm tuổi. Mẹ mình đã quá tuổi 49 và 53 rồi, không bị làm sao là mừng lắm. lại trời cho mẹ sống lâu, sống mãi và đừng ốm đau gì cả. Thương mẹ lắm mà không biết làm gì, thù thằng Mỹ quá, phải giết hết nó đi. 15 tháng 11 năm 1971 Thằng Mỹ, nó là cái gì mà mơ hồ như thế? Đi bộ đội, mình cảm thấy hơi mông lung trong việc nhìn nhận kẻ thù khố bom còn toát ra ở trên đồi và cảnh làng xóm tiêu điều bị tàn phá ngày 29 tháng 2 năm 1968, ta đâu có quên. Mặt mũi thằng Mỹ thế nào, hẳn đó cũng là khuôn mặt người bị bóp méo sộc sạch. Hẳn đó là bộ mặt nhăn nhúm trước ánh sáng mặt trời. Đêm ấy thật đau lòng, hồi chiều bị ném 40 quả bom điện bị đứt lung tung. Làng xóm chìm trong tang tóc và bóng đêm. Ở ngay trước ngõ là một bát hương hưu hưu khói, anh Phúc bị bom tiện đứt cả chân tay, nằm trong chiếc quan tài đỏ, ngọn đuốc nứa, thổi phừng phừng, cái xe bò lăn lộc cộc, sao giống chiếc quan tài như thế. Không, suốt đời ta không quên, ta không quên cảnh em bé miền Nam đập tay lên vũng máu. Dưới tay em, lẽ ra là chậu nước trong mát, cái biệt minh mông của tuổi thơ hồn nhiên nhí nhảnh. Thằng Mỹ, nó thế nào? trời ơi sao lâu quá bây giờ cái khao khát nhất của ta cái say dứt trong ta là khi nào được vào miền nam vào huế sài gòn sọc lê vào thỏi tim đen đùi của quân thủ ta ngồi đây thanh bình như thế nhưng ở cuối trời tổ quốc bao nhiêu người con ưu tú của dân tộc đang đổ máu đang dập kỹ từng khúc xương đã bị kẻ thù đầy đọa và các đồng chí của ta anh giải phóng quân kiên cường đang nín thở đợi giờ sung trận đang đói rét và đau nhói vết thương trên một cánh rừng già Vậy mà, lại đến giờ đi ngủ, những cơn gió lưu diêu trên cành tre đưa ta vào cơn mơ, ta lại trở về với cái ngõ nhỏ của mình, lạc lõng ư, có lẽ nào. Ta biết xấu hổ mặt vào đâu, vào cấu quần hay gấu áo, khi đường trường sơn không có dấu chân ta, khi cả cuộc đời ta chưa có cái niềm vui mãnh liệt của người chiến thắng, cắm cờ tổ quốc trên cả nước thân yêu. Phạm Tiến duật triệu bôn các anh đêm nay ở đâu trên tổ quốc các anh có viết những bài thơ những chuyện ngắn vào giờ này ôi những nhà thơ nhà văn chiến sĩ ta gặp nhau trên cùng một ước mơ làm nhiều cho tổ quốc chúng ta có mặt trên trận tuyến ác liệt nhất khi đất nước đánh thủ có gì tự hào hơn nữa ta bỗng nhớ câu thơ của hồng chính hiền thương nhau thương nhau nên hóa gần nhau ngay cả tiếng hiệp đồng qua hơi thở các anh có nghe tiếng tôi, tiếng của đứa trẻ bước chập chững vào đời với bao thôi thúc, bao niềm tin, hy vọng. 20 tháng 11 năm 1971 Đại đội trưởng cũng đi rồi, quân đội đúng là một đại gia đình và đi đâu cũng người nhà cả mà thôi. Chẳng cần tiễn đưa gì cả, cắt cho đại đội trưởng cái đầm mới toe kỳ điện, thế là đủ rồi. Mà kể cũng lạ, biết đâu lần này chính là lần gặp cuối cùng trong đời thế mà thật bình tĩnh, thật thanh thản, nhưng riêng mình vẫn không thể bình thường được. Hôm nay quốc tế khiến chương các nhà giáo đấy, mình định viết thư cho thi sĩ, nhưng rồi lại bận quá, không viết được. Càng nhớ thầy, càng nhớ bạn, càng lo lắng về công việc của mình, tuần lễ cứ trôi qua, ngoảnh lại, chưa làm được việc gì ra hồn cả. Cả thói quen ghi chép cũng không rèn luyện được, thật đáng lo khi còn phổ thông ước mơ khá lớn khá lâu dài là được đi được đi xa và nhiều và rảnh rỗi mà viết lách bây giờ thoải mái không phải suy nghĩ gì về bài học cả thế mà từ khi đi bộ đội đến giờ mình đã viết được gì đâu cầm viết được nhiều quả thực ở nó có tài năng hay ít ra đó cũng là một khả năng tốt khanh bảo cầm nó chăm lắm mặc dù sức khỏe yếu mình nhớ dạo mới đi bộ đội hay gặp cầm lang thang trong đêm có lần đi gác, cầm nằm ngủ ngay trên cái cầu xi măng bắc qua sông Tô Lịch. Nó bảo nó nằm nhớ lại dĩ vãng xa xưa của nó ở Kinh Đô, đôi quốc mộc và cái quần trùng, hàn huyên với các sư huynh bên quán nước. Kể cũng lạ, ở nó có gì đáng học đâu, ngoài những ý sáng tạo trong thơ. Cách sống của nó hơi ngang tàng và thiếu nghiêm túc, nhưng vì sao nó nắm bắt mạch thơ đúng thế, tưởng như lời nào của nó cũng là thơ. Giới thiệu bài hát nó bảo, 10 con chim sơn ca nuôi trong cổ họng xin ca nhạc phẩm Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, nhạc của. Chú thích, bài hát Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, nhạc Hoàng Hiệp, phổ thơ Phạm Tiến duật ghi chú của nhà xuất bản. Lời Phạm Tiến duật Nhạc Việt Nam được trộn pha Argentine, liến thoáng như cái máy mà hấp dẫn. Lúc ấy, nó thật đáng yêu và con người nó hoàn toàn là cuộc nghệ thuật. Có điều là những cái nó viết ra xanh sao lắm và hơi chủ tượng, nó đẹp đẹp và chân chu, nhẵn nhụi. Nó thiếu một sức ấm nóng lan tỏa, có lẽ điều đó không phải không đáng ngại. Mình không muốn và không được đi theo con đường ấy, cứ kiên trì, bình tĩnh và tích cực, mình sẽ làm được hết. Có điều, thơ là gì mình cũng chịu, thơ không cần chi tiết mà cần hình tượng. Hình tượng thơ phản ánh tâm hồn con người, đó là điều quan trọng trong thơ. Cuộc sống này, mình rất yêu, rất đắm mình vào. Nhưng sao ngoài bút cứ tắt, cứ ngắt ngoài? Có phải vì mình không có khả năng, dám thế lắm? Càng ngày mình càng hiểu, không dễ dàng gì đâu. Dẫu anh có đi nhiều, biết nhiều, nhưng cũng cần phải có phương pháp tốt. Trước kia còn viện cớ này nọ. Nào dò đường, nhận đường, nào tự tìm mình, tự xác định dấu vết. Nhưng chẳng lẽ mình cứ hão huyền thế mãi, cứ lý luận suông thế mãi hay sao? mình đã sống thật hay chưa 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 nghiêm túc sống trong cả sinh hoạt trong cả rèn luyện và trong cả danh dự lương tâm của người cầm bút tự giác ao ước quá nếu như được đi trên tuyến đường quyết thắng được đi trên đỉnh trường sơn gặp nhà thơ trẻ phạm tiến duật mình không biết sẽ hỏi gì nhưng chắc chắn cuộc gặp gỡ đó sẽ thú vị biết bao bao nhiêu điều muốn hỏi bao nhiêu băn khoăn thắc mắc thế nào là đề tài chủ đề thơ thế nào là cố tứ một bài thơ nhưng quan trọng hơn cả là nhìn cuộc sống ra sao để có thể đưa vào thơ vào chuyện những vấn đề nóng hổi của cuộc sống mình bắt đầu kết những cảm xúc mòn sáo về một đêm hành quân một đêm gác khuya một buổi gặp gỡ hoặc chia tay trong cái ngõ nhỏ thơ thơ không phải là lý bạch để có thể quên hoàng hạc lâu mà sáng tác cứ hành quân là trong đầu lại thơ là những bài thơ về hành quân mà mình đã học đọc về là chịu không thể có một ý gì mới mẻ nữa chẳng có lẽ bầu trời kia không dành riêng ta một ngôi sao xanh một ngôi sao đỏ làm nên cái lấp lánh của bài thơ mình đi lạc đường chăng đâu là đường vào thơ càng nghĩ mình càng bị say dứt và giàn vặt mình hiểu rằng không thể rời bỏ được thơ được văn nhưng viết ra thì không đủ độ chín chỉ nghĩ trong đầu đã đủ thấy nó xèm xẹp chỉ muốn dập tắt cái cảm xúc ấy đi không hiểu nhà thơ nào đã nói ai đến với cuộc đời chiến đấu để làm thơ thì khó mà làm nên hồn một bài thơ hãy bắt đầu từ cuộc sống và từ đó sẽ nảy ra thơ mình đến từ đâu mình mong làm được thơ làm được nhiều thơ hay để làm gì thú thực chưa rõ ràng gì cả có lúc mình muốn làm thơ chỉ vì được đọc một bài thơ hay đến suýt xoa có lúc lại muốn làm thơ để có tên mình trên sách báo lưu truyền hậu thế hay sao Tư tưởng ấy rõ ràng là xấu, không xuất phát từ quan niệm đúng đắn, phục vụ nhân dân, hãy bắt đầu bằng người lính. Bao nhiêu cơn mơ, chỉ còn lại những cơn mơ hữu ích. Nhưng đêm tháng 7, tháng 6 qua rồi, thạc nhỉ. Bây giờ là tháng 7, tháng 7 là gì? Tháng 7 mùa thu, lá phong đỏ, cô gái nhỏ ý ư, trong ngõ cụt của tâm hồn. Mùa thu trải dài như vô tận, cái mùa xanh ra trời, như một niềm thương nhớ khôn nguôi. Nhưng còn mùa xuân, mùa xuân mùa vạn và sinh sôi của trăm ngàn hoa thơm quả ngọt. Thế là, như anh đã ở đây, với những mùa đông lạnh lẽo và hoa tuyết thở ơ, bình thản này biết bao giờ ta mới gặp nhau. Bỗng nhiên lòng buồn vô hạn, hay là không bao giờ nữa, và mùa xuân của cuộc đời như anh là như thế đây. Không phải là như thế, mùa xuân sẽ về, sẽ đẹp tuyệt vời nhờ sức lực của chính mình. Tự nhiên, mình cảm thấy và rất rõ ràng, mình có trách nhiệm với cuộc sống của những anh, như anh như một cái gì như trái tim mình, như một phần thân thể mình. Như anh có khỏe không? Có nhức đầu và mệt mỏi hay không? Những đêm khuya như thế này, như anh đã đi ngủ hay chưa? Bài chắc nhiều và khó, có lúc nào những anh phải nhíu mày tập trung suy nghĩ về một bài toán, ước gì giúp được cho những anh phần nào, đỡ cho những anh một phần khó khăn trong học tập. Nhưng xa nhau rồi, Kisinyov, một thành phố nhỏ li ti trong cả liên bang Soviet, xa lạ, xa lạ. Còn ngày mai, mình sẽ ở đâu? Mình sẽ đi đâu? Không thể biết được. Chẳng bao lâu nữa là hai đứa hoàn toàn bật vô âm tín. Rồi sau đó sẽ ra sao? Như anh sẽ sống ra sao giữa thủ đô của bình yên và sung túc của vật lý hiện đại? Và chính cả mình nữa, mình sẽ sống ra sao? Cơn gió thổi từ phía đồi mặt trời qua hồ cá, sương mù tốc nhẹ lên dạng phi lao ven đường, con trâu đi ngang, con cá trắng bơi dọc và những vòng sóng hình tròn tỏa rộng xung quanh. Sự sống hiện ra ở khắp mọi chiều và chỗ nào mà chẳng có mầm xanh, chỗ nào mà chẳng có giọt nắng hình quả trứng lăn nghiêng. Sĩ vãng thì đã xa xăm, mà cuộc sống thì luôn cất tiếng gọi trở về. An à, từ nay đấy, có phải đấy là lời tự bào chữa? Xong chắc Duy Sen cũng rất hài lòng về chuyện đó, như vậy đúng hơn và hợp logic hơn bắt đầu là bộ đội, rồi sau là thầy giáo, sau nữa là duy sen, tiếp đó là anh và cuối cùng là người là ông già đưa thư âm thầm lặng lẽ. Đuôi sen sau khéo chôn kỷ niệm của mình mà sống. Đâu phải dễ dàng vì hai cái phong còn đó, vì ngọn đồi đuôi sen còn đó, và mùa thu trở lại, lá phong đỏ lại rơi, tơi bời trong tròm sâu bạc. Con người đó đáng kính phục lắm, lý tưởng lắm. Đã có ai trên đời này lấy duy sen thay cho Karisagin. cuộc sống này thi vị biết bao và cần nghị lực biết bao. Tại sao Duy -sen lại tự im lặng, tự ôm lấy con tim mình không cho nó khóc? Vì hạnh phúc của An Ư, vì quyền lợi của học trò Ư, vì ước mơ cao cả của cả thầy và trò của dân làng vùng ca sắc, thèm khát vươn tới đỉnh cao của khoa học còn nhiều nữa và tin rằng tất cả là sự thật. Nếu như Antonai và Duy Sen lại ở bên nhau như hai cái phong tuyệt diệu như vậy, thì ông già Duy Sen cũng là một cái tôi to tướng. Ta biết vậy, ta biết vậy, và con đường cũng mở cho ta hai nhánh lớn. Duy Sen ơi, người là ngọn lửa, là ngọn lửa hồng giữa đêm thô giá bút. Ta ước mong gì hơn nữa, được làm, được sống như Duy Sen, được đau khổ và sung sướng như Duy Sen. Ôi tiếng nói nghẹt thở của người thầy đầu tiên khi con tàu chuyển bánh. Cái tiếng thất thanh của con tim ứ tràn điểm sao xuyến, an tư nai, an tư nai, Cái tiếng thân yêu ấy, bánh sắt của con tàu đã lăn qua, hay trái tim giàu xúc cảm và lòng nhân đạo, lòng cao thượng ấy bị bẹp nát trên đường xe lửa. Cuộc sống tuyệt vời biết bao, trong thực tế và trên trang sách, nhưng cuộc sống cũng bi thảm biết bao cái đẹp còn trộn lẫn niềm sầu muộn, cái nên thơ còn lóng lánh giọt nước mắt ở đời. Bao giờ để niềm vui về cùng hạnh phúc, để những đôi bạn bình yên dạo trong rừng bạch đàn, có ánh nắng xanh dịu và những đàn chim câu trắng mút điểm sáng của rừng. Phải đấy, rừng không nên thơ như ta tưởng, và để kể mai tuyệt diệu ấy, hôm nay có bao người cầm súng, có bao người gửi gắm vào thiên nhiên xanh tươi, vào cánh rừng gai góc âm u tất cả thời thanh xuân của mình ai đấy khi nắm tay người bạn thân yêu của mình khi cánh buồm xanh đi về cánh cửa trời rộng mở chớ quên dưới chân mình là cát sỏi, là hòn đất đượm mồ hôi, thấm máu của bao thế hệ mà cuộc sống của họ đã xa xôi. Ai đấy khi quát vai người bạn yêu quý của mình, chỉ cho bạn kia là ngôi sao hôm, ngôi sao mai, ngôi sao ban chiều và ngôi sao của bình minh. Chớ quên rằng có buổi sáng nào sao mai mang màu đỏ, màu máu và màu lửa chớ khuyên rằng để đêm trăng có những ngôi sao tình tử để con người tự do mơ ước vươn tới những đỉnh cao xa có những trái tim đầy khát vọng phải xếp vào ba lô mọi mơ ước dịu hiền nhất mọi tương lai cá nhân quen thuộc nhất mà đánh giặc Có lúc nào anh tự hỏi mình, đâu là chiến hào đánh Mỹ, đâu là dây cung để bật những mũi tên căm uất. Còn tôi, từ rất lâu rồi, tôi đã tìm ra đâu là chỗ đi và chỗ đến của mình. 22 tháng 11 năm 1971 Không có ai cầu nguyện cho mình cả. Những ngọn đèn nhấp nháy trên sườn đồi là lô cốt địch. Còn những màng đen ngòm kia là thằng Mỹ. Hãy cho chúng no đòn đồng đã đi qua mùa gặt, hương lúa chia đều khắp các nhà và trăng lên sớm cho sân kho nhộn nhịp. Sơm cọt phơi đầy, trên ruộng, sơm gác lên đống dạ, mềm đi vì sương sớm. Dạo mới đến đây, rừng thả hạt rẻ lăn lách tách trên đồi. Có bây giờ lại mùa hoa rẻ, hoa rẻ rừng trắng pha vàng như hoa nhãn, như hoa hồng bì. Cả rừng như mở ra cho vô vàn mùi hương lạ lùng, thì thảo cùng anh bộ đội đàn dê đi lẫn trong vạt cây thấp, cây mùa lá xanh mềm như nhung, cây khế rừng lá tím. Tiếng chuông thơ ngây, trên cổ lũ dê rung lên bỡ ngỡ, tưởng chừng như giọt nhựa ứ ra và cuộn thành giọt rơi từ tốn. Đó là những ống đếm thời gian của rừng già. Đêm rủ bức màn lốm đốm sáng, đồ chìm vào chân mây, đất và trời bị xóa nhòa xanh giới. Còn anh bộ đội thì hồi hộp đợi chờ, lần bắn thứ hai trong đời lính. Anh hãy nghĩ, kia đúng là thằng Mỹ, là kẻ thù và kìm súng vào ngực nó. Đừng lo bắn vào quả tim người, chúng nó chẳng có tim đâu. Anh hãy nghĩ, cuộc sống yên lành và ngân nga như lời thơ kia bị cào xé bởi ánh lửa kê tởm trước mắt anh. Hãy đứng trong chiến hào của đời mà bắn. Xương dày nên đạn chưa căng, tiếng nổ không chát chúa mà âm âm. Đèn vỡ tung, đạn xuyên qua phao dầu, đạn phá rách toang bia. Phải như thế mới hạ căm thù. Thu Trường bảo, ta bắn giỏi không phải như anh chàng trong khoa diếp dạy. Đạo đức cách mạng của người Việt Nam khác thế. Tự hào lắm khi được lang thang trên mảnh đất mẹ hiền này và bảo vệ nó. Còn ai hạnh phúc hơn ta nữa, trang sách của cuộc đời chưa mở cho ta, nhưng mới ghé mắt nhìn, ta đã nghi ngất cả người. Tiếc thay đã mấy ai nhận thấy. 23 tháng 11 năm 1971 Sắp từ biệt đây rồi, một ngày lặng gió, nhưng lá bạch đàn vẫn líu xíu ở đầu cây. Ôi tân yên, vùng đồi trung du của dân ca quan họ, của tấm lòng cởi mở chân tình. Tới đây từ một tháng mười, thế mà đã gần hai tháng. Hai tháng đi qua cái cửa che quen thuộc, cái thanh che chống khung cửa dưới dốc. Cái hàng xào xứa, khi mình đến, còn lưu lại vài quả chín vàng thơm lận. Ta muốn thăm lại thị trấn Nhã Nam, quả bàng chín rụng, thăm hòm thư của bưu điện, số một niềm tâm sự, một lời thủ thị. ta muốn lại ngồi trong quán nước, gặp bà hàng ngay chầu bòm bẻm, muốn đi qua sân bóng, muốn vào thăm mái lều san sát của bãi chợ, ồn ào. Ta muốn vào thăm nhà bên kia đồi, có cái xe bò và có anh chàng canh đồi rẻ. Thăm của già mù, bật ngón trên cái kèn đưa người ra ruộng, muốn đi trên cái dốc hết ý của ngày cánh lúa súp sân ta muốn mãi ngồi trên đồi mặt trời để sớm xương sang mặt trời tròn đỏ ôm lấy ta mà bay lên. muốn mãi ngồi trong bếp của bà nghe bà kể chuyện cháu đun nước cho bà bà khen cháu ngoan đi nhớ lắm nơi này những con người ở đây ta cúi chào tất cả từ biệt tinh yên núi đồi và bạch đàn đất này tuyệt đẹp núi sông này vây bọc lấy đồng bằng đâu phải túi bom cho quân thù chút lửa và con đỏ mộc đi trong lời thơ đâu phải mục tiêu cho kẻ thù bắn phá hãy khoan đến ngửa tay cầu trời ban cho một bông tuyết trắng đêm buông yên lặng cho đôi chim tình tử cho cây cỏ bình yên chỗ dậy và cho cả anh bộ đội chuẩn bị lên đường cháu anh và cháu quế đã ngủ rồi bà và chị nhàn cũng ngủ ôi ta xa rời ngôi nhà ấm cúng còn phảng vất khói khương này mười năm sau sẽ có biết bao thay đổi ta có được trở về thăm lại cốc chìa xanh của bà, thăm lũy tre vừa gieo mầm trong tháng. Lúc đó sẽ khác nhiều và cuộc đời chắc đẹp, chắc thơ cấp bội. Tháng 2, bà trở lại Thái Bình, cháu lại đi với mối thủ thằng Tây mũi lõ. Thằng Tây quấn thường đã là một đời bà khổ. Khi thắng lợi trở về, chắc bà không còn nữa. Xong, đời bà đã mấy mươi lần tiễn các con đi, chị nhàn vất vả mà vui. Ấy, người phụ nữ đảm đang có chồng là liệt sĩ, khuya thế này chỉ còn đi đâu ánh đèn bão lung linh sau hàng sâm bụt ừ như thế những tâm hồn cao thượng đang nằm nghỉ ngày mai họ lại viết tiếp lịch sử của loài người ta bỗng nhớ xa xôi đến đỉnh màn thân yêu mùa hè thì nóng mùa đông thì lạnh nhớ vườn mía mùa này ngọn gió cũng mang vị ngọt ta nhớ bạn nhớ lăng hậu hải nhớ từng thằng kiềm đến dáng người xa lạ ta gặp ở bến xe đêm nay có phải là đêm chuẩn bị hành quân vào trong ấy mà kỷ niệm thức dậy ngồi trầm tư trước ngọn đèn mai minh đi tiền trạm tế vẫn đau bụng rồi hành quân ra sao cùi không hiểu đã đủ chưa sáng mai đi lấy gạo cải nhổ được rồi đấy cân cho nhà bếp là vừa linh kỳ lắm nhưng gọn biết bao chỉ day dứt là cái lòng mình đất này tân yên em đừng khóc các anh đi rồi lại trở về mà lau nước mắt đi em, ta là người Việt Nam, sống trên đất nước Việt Nam. Đất nước của những người con gái con trai, đẹp như hoa hồng, cứng hơn sắt thép, lúc chia tay không hề rơi nước mắt, nước mắt chỉ dành cho ngày gặp mặt. Rồi cuộc đời ta sẽ quen với những lần chia tay, những giờ biện diện, nhưng lúc này ta lại nhớ đến như anh. Buồn biết bao, khi đi xa không có như anh ở bên, không có người thân yêu nhất của mình. Sương xuống lạnh buốt phải mặc áo rét vào và đi tất. Cái lạnh Chao ôi, như anh đang làm gì ở nơi xa xôi ấy, ta lại phải chia tay, lùi thủi một mình. Đơn chiếc, ánh mắt kia đâu phải là của người ta yêu quý và gốc cây này của các bạn thôi. 12 giờ đêm, ngày 23 tháng 11 năm 1971, vẫn chỉ là tấm ảnh. Những ngày cuối cùng ở Hà Nội Sau một đêm tức trắng đấy Như anh 2 tháng 7 năm 1971 Đôi mắt vừa âu yếm vừa buồn bã Đôi môi cười ư Không phải chỉ biết cứ nhìn Ta cúi xuống và hôn Lại thế nữa cơ Nhưng quả là như vậy Nhớ lắm như anh ơi Và đừng nỡ trách Buồn biết bao nhiêu khi để lại trên môi hơi lạnh của mùa đông ta chỉ còn tấm ảnh ta trò chuyện cùng tấm ảnh ta thổi vào tấm ảnh một linh hồn ngày 26 tháng 11 năm 1971. Thế là tạm biệt Tân Yên, tạm biệt đội Bạch Đàn, thân yêu. Cái lộ cốt trên đồi chắc đã nhắm mắt và chui vào lòng đất. Sương mù lại choàng khăn trắng ở lưng đồi. Đang mùa rẻ ra hoa, hoa rẻ hăng hăng, mạch miệng và nhỏ li ti, nhưng gần gũi và thân thiết biết bao. Ba giờ chiều rồi, bà đang làm gì? Nồi nước đun giờ đã sôi chưa? Hai bà cháu đun nổi nước cuối cùng vào 4 giờ sáng, 25 tháng 11. Vòi ấm chưa phỉ ra hơi nước, cháu đã khoác ba lô lên vai rồi. Thôi, thế là mãi mãi không còn gặp bà nữa. Bà cô đơn suốt cuộc đời nên có bao nhiêu con là bộ đội. Những chân dạ, hồ cá, cửa che, giếng nước, bà, chị và hai cháu, các bà mẹ, các cô gái, các bạn nhỏ trên đồi, hãy ở lại yên lành và hạnh phúc, hãy trông non đội bạch đàn cho cao lớn chia tay trong sương mù, ban đêm dạng sáng, những hạt đen nhỏ li ti, dấu hộ dân làng nỗi xúc động hòa ra nơi khóe mắt. Dẫu thế nào, ta vẫn là thiếu thốn. Cột cây số chỉ bắc sang 22 km, tiến về phía đó, 600 con người gò lưng và bước, 30 kg trên lưng, đường bụi, phải. Lần nào hành quân cũng vậy, không còn nghĩ ngợi được gì nữa, thiên nhiên thu hẹp bằng nắp vun dưới góc chân người đi trước. Không gian như co, như rột, như ép, ép mạnh vào khắp cơ thể, vào cổ, vào vai, vào lưng, vào chân. Mệt lắm, nặng lắm, sự thật cô ghê biết chừng nào. Ta như lần tay trên cạnh sắc lạnh của cuộc đời và nhớ ra giết đến như anh. Dường như đối lập với cái khô khỏng và dữ dội ấy là hạnh phúc êm đềm khi đứng bên như anh. Ôi, đôi vai tròn, nhỏ nhắn, cò má và đôi mắt mềm đằm thắm biết chừng nào. Nhìn mãi, nhìn mãi mà không thấy như anh đâu chỉ thấy bụi, cát, ồn ào và nặng nề, mỏi mệt, chỉ thấy gánh nặng của đời đè xí hai vai. Hình như đâu đây có tiếng nghiến răng, tiếng ồ ồ từ lòng đất như một lời cảnh báo, mày muốn xa rời đất này ư, muốn đi đến thế giới huyền ảo ư, thì đấy, hãy chôn chân mày, dán chân mày xuống đất và cúi gằm xuống đất này mà đọc lời quyền rủa. Đúng lắm. Mình có lỗi lắm, thần Promete bị xiềng trên bờ biển vì đánh cắp lửa cho những trái tim, còn mình Muốn trốn trách nhiệm hay sao? Chỉ nghĩ được thế thôi, và trong phút giây nào dám ngước nhìn xa xung quanh, có chút tự hào về đất nước, về những con đường dành cho những người đầy kỷ lực, không sợ, trông gai. Phía xa là sân bay kép, từng biên đội đang cất cánh, nhìn rõ cả mũ và buồng lái. Dĩ nhiên, phải có màu xanh giản dị và trùng điệp ở dưới này. Nặng quá và xa lắm. Được nghỉ là ngã luôn xuống dễ đường. Không đủ sức tháo người ra khỏi ba lô nữa, nếu như có như anh ở đây, như anh sẽ nghĩ gì? Có thương mình không nhỉ? Như anh sẽ nghĩ gì khi người bạn của riêng như anh nằm há hốc một mà thở, rời xã chân tay và ngủ thiếp đi trên cánh đồng khô đầy bụi và trang trang nắng. Nhưng nếu có như anh ở đây, có lẽ mình cũng không nằm thế và sẽ đi bắt chuồn chuồn. Đằng kia là núi Yên Tử, trường Sơn thu nhỏ và đang chờ đợi. Đi đông là niềm tự hào lớn lao của anh bộ đội. Người nào cũng nhận ra trong đoàn quân ấy một chút thân thể của mình và đều thương anh bộ đội. Còn mình cũng tự hào là một phần tử nhỏ trong sợi dây xích màu xanh. Em nhỏ bảo đây là Ngọc Lý, đã sang huyện Việt Yên, Lại Yên, Yên Sở, Yên Thế, Tân Yên, Việt Yên. Chữ huyện ở đây gọi là Sính thì phải nghe là lạ. Đến sen hồ vào 11 giờ trưa, tên sen hồ thịp mát, thế mà sen hồ vừa bụi vừa bức bối, sen hồ cách Nhã Nam 18 km. Lần đầu tiên trong đời đi bộ được quãng đường xa như thế với 30 kg trên vai, kỳ công thật. Thị trấn của Việt Yên qua cái dốc và kia, được nhựa, ôi đường nhựa, ôi Hà Nội, bộ đội ùa ra và dẫm chân lên đường nhựa mà xeo. Con đường thân yêu trải dài trước mắt, hãy đặt ba lô và xoa tay trên mặt đường nhưng chỉ một loáng chiều rộng của con đường chỉ đủ cho anh lính đi trong giây lát ta lại đi ngang những cuộc đời bận rộn của thị trấn cô thợ cắt tóc cửa hàng chứa đồng hồ bà già bán ớt bán cam chanh đủ cả chua cay mặn chát ngọt bùi như là chính cuộc đời của bà Ca sen hồ có tiếng còi xe lửa kia là quốc lộ số một một nhà về hà nội và một nhà đi lạng sơn đi về phương nam và đi lên phương bắc Đất nước làm thức dậy trong ta những kỷ niệm còn tươi và những kỷ niệm bị lãng quên từ rất lâu rồi. Ta thấy trái tim như nghẹn lại, nước mắt đã khô trên cỏ má, nhưng quả tim thì khó lọc mà kìm lại được. Như là đường xe lửa với cột đèn tín hiệu với tiếng còi tàu gợi một chuyến đi xa. Như anh ơi, thạc khổ biết chừng nào. Bắt đầu đến chạm sừng chân, làng nằm ven đường quốc lộ 1A, bộ đội lê chân vào sâu trong xóm, 2 giờ chiều rồi, bụng đói mệt và đau chân phồng rát như phải bỏng và cứng đờ thôn xóm không nguyên lành dân ở đây sơ tán vừa về một vài gia đình nhà cửa bị bom mỹ phá sập đang dần hồi phục mùi xoan ngâm quen thuộc không dễ ngửi mà đi sâu vào lòng người gia đình có cụ già làm thuốc cây thuốc mọc quanh nhà đầy vườn và cả bên giếng nữa một trái nhà còn trống hoác và khở ra cả một khoảng trời trong vắt lạ năm nay trời xanh rất lâu. Cây na, quả chín nẫu, tím sẫm trên trời. Gia đình có cô gái học ở khác cốp. Nói chung, mọi sự đều như thế, bom rơi trên mái nhà và người ta vẫn đi cho mai sau. Bao nhiêu ý nghĩ trên đời này đều hướng tới tương lai, nhưng bàn tay họ thì chạm vào hiện tại, nhất là những người mặc áo nâu hở cúc này. Ở đây vẫn thuộc Việt Yên, ngủ đêm trên cái chõng nan lạch bạch. Bốn đứa co quắp và ngủ thiếp đi cái chân đau sát khi chiều đã dịu và hơi tê tê do ngâm nước muối ta vẫn bắt gặp vành trăng quen thuộc trên vòng tròn của miệng giếng và mảnh trăng sáng trắng vỡ tung như mọi lúc ta tự hỏi giờ này như anh đang làm gì kìa mái tóc rơi vào trang sách rồi cẩn thận kẹo, nhòe mất chữ còn ở đây chỉ nghe tiếng vỏ cây nứt tiếng chó sủa và tắc kẻ gian ở xung quanh ba giờ sáng đã dậy, nấu cơm và lên đường. Vốc nước rửa mặt, nhớ câu thơ của ai đó, quân đi lòng mẹ bùi ngùi, tiếng họ kéo pháo bên đồi vọng sang. Đúng lắm, và hay lắm, câu thơ hay vì bước ra từ một đêm sừng chân như đêm nay. Thị trấn cọt ngủ, cảnh vàng xòe tay che những mái nhà êm ấm, ta đứng trầm tư trên đường sắt và nhìn về phương Bắc. Chân trời, phía xa mù tịt, gió lạnh thổi bút giá mặt mũi và chân tay, tìm mãi đâu rồi khoảng không gian mà như anh chiếm chỗ khi con tàu đưa người ta yêu quý đi xa lúc như anh đến trên cùng một mặt cắt với thạc ở đường xe lửa này dáng người yêu dấu ấy là đâu lúc qua đây như anh nhìn về bên trái hay bên phải chắc là bên phải phía đường quốc lộ vì thạc đang đi trên con đường này không hiểu có phải thế không ta gặp nhau ở giữa thủ đô và ở cả trên mọi nẻo đường đất nước ta gặp nhau và sẽ mãi mãi bên nhau đến đáp cầu sông cầu ngày nào ta đọc bài thơ của chế lan viên có gì đâu sông cầu có gì đâu gì đâu hôm nay đã đến cầu bị lật sang bên đường nhưng xe lửa còn đi được nãy một đoàn bộ đội trên tàu đi ngược lên phía bắc và vẫy mãi lính gặp lính mà phố bên kia giả nua và cũ kỹ lắm rồi dường như nó lật áo cho bộ đội xem vết thương của chiến tranh than đen đầy trên bến, làm lũ lắm, bụi than bám đen cả mặt mũi, cả trên vai và ba lô. Vùng này bị lụt, nước sông Hồng dâng cao. Ngày 31 tháng 8 năm 1971, nước ngập quá mặt đê 30cm. Còn bây giờ, sông cầu đang rút nước, nhưng mặt sông còn mênh mông lắm. Thuyền câu, thuyền đánh cá miên man với làn nước biếc, buồm trắng, buồm nâu xe từng sợi gió và lấp dần vào cúc ngoặt của dòng sông những chiếc xà lan nông nổi vẫn ngược sòng chờ đá, tiếng chuông nhà thờ thành kính gọi mây trời. Sang đất đạo rồi, loáng thoáng thấy các chuông và cây thập giá qua ống nhòm thấy cả chúa giê -xu giang tay chịu cực hình, và con đường được nhận ra bởi hàng cây rất xanh. Bộ đội nằm ngột ngang ở sườn đê, thịnh ngó vào mắt mình và thét lên, mày hết cả lãng mạn rồi, khổ thế, mắt mình có gì mà lãng mạn, đôi mắt ấy có lẽ là lãng mạn thì đúng hơn. Nhưng vùng này quả là đẹp, như trong tưởng tượng của mình phải đồng quê, cánh cò trắng mút vỗ nhịp vào ra trong lời mẹ hát. Càng gần Bắc Ninh, xứ sở của dân ca, phong cảnh càng êm dịu, càng quen thuộc và mênh mông như bài quan họ trên rừng 36 thứ chim. Số rằng đất này vừa bị lụt, đồng cọt nâu bạc, cỏ cũng úa vàng, và người làm đồng thịt thưa thớt, dâm dạ cột mắc đầy trên dây điện và bốn bề có mùi cá tanh tanh. Nhưng vùng quê vẫn đậm đà phong vị dân tộc ở tà áo, nét cười, sáng tất tươi ở bầu trời xanh màu tổ quốc và dãy xoan, lốm đốm trùm hoa đỏ như là lũy tre le te, lúc lắc, xì xào, tâm hồn của nông thôn Việt Nam. Xã Chú Quân là Đại Xuân, thôn Xuân Hòa, Quế Võ, xã Công Giáo và từ rất lâu, bộ đội không đóng quân ở đấy, phức tạp lắm bọn mình rất lo và yên lặng tiến vào nhà cửa đổ sụp sau lần bị lụt được tạm bợ dựng lên tường còn vô vàn lỗ thủng cho gió lùa vào chuông nhà thờ từ cõi sâu tịch mịch vẳng ra phải đấy đấy là phiếu quân tiến vào tiền chạm cho biết tình hình rất căng hoạt động chính trị còn nhiều việc cần phải giải quyết chỉ những người trong chi bộ mới biết ai là đảng viên bà Trùm khi chết, cả xã mới ngã ngựa, người vì lúc ấy mới rõ bà là đảng viên từ năm 1958. Nhưng dân công giáo cũng không khác gì mọi người đều quý và thương anh bộ đội, đón bọn mình ở đỉnh làng, cửa tam quan bị sụp, chống khuếch, chống hoác, nhưng các mẹ ở hội mẹ chiến sĩ nhiệt tình lắm và rất vui khi thấy bọn mình khỏe, trẻ, sung sức, chỉnh tề. Mình vào nhà anh Cương, 35 tuổi, và có 6 con, chủ nhiệm hợp tác xã, chị vợ vừa sinh cháu được một tháng, đúng vào vụ lụt. Nhà cửa đổ hết mà anh đi họp, đi công tác suốt ngày. Bà mẹ đã già và rất yếu, ngồi ăn cơm ngu chịu chạo, nhìn mà rất nước mắt. Nước ngập lên hết tường, ngập lưng thân mía, thóc lúa bị tàn phá nặng. Xong cũng sống ở sen khổ, nhân dân vẫn lạc quan tin tưởng, và sớm chiều, nhà thờ vẫn thông thả, sống hồi chương gọi con chiên đi cầu chúa. Vùng đất của nhà chung khá rộng, cây cối nhiều, nhất là mía, ăn thả gừa. nhà nào cũng theo đạo và trong nhà treo đầy ảnh chúa. Nhà thờ khá rộng và đồ sộ, mình dừng chân ở bậc đã khi trời vừa sụp tối. Ánh sáng nhờ nhờ của buổi hoàng hôn tăng vẻ huyền bí, giọng cổ kinh âm sung trên vòm cong của nhà thờ, nghe rờn rợn quá. Trong nhà treo lá cờ đen, có hai cúc xương bắt chiếu đỡ lấy bộ xương đầu, À, hôm nay là tháng 11, đọc kinh cầu hồn cho người quá cố. Cụ chùm trường già, đồ nhẫn thín, khoác bộ quần áo đen như một linh mục. Tiếng cầu kinh như xên xỉ, than vãn, nhưng mạnh mẽ, sồn sập và không khi nào ngừng. Nó thổi vào lòng người một sự cuồng tín, tin tưởng ở một sức lực siêu phạm. Nó đè bẹp mọi ý nghĩa phản kháng và bao trùm lên tất cả những bài ca đều đều, buồn yếu ấy là sự phục tùng, nhịn nhục ngày 29 tháng 11 năm 1971. Nói chung, mỗi địa phương, mỗi thị trấn nhỏ, một ngôi nhà khiêm tốn nếp ở bên đường đều nói với cách bộ hành một lời nào đó rất riêng và rất chung, khiến người ta không sao quên được. Phía như trường cấp 3 Tân Yên, trường cấp 3 Quý Võ, các em nhỏ đang ngồi trong lớp học, còn cô giáo đứng ở ngoài cửa chờ tiếng kẹt mở tâm hồn. Những khuôn mặt hồn nhìn và tự tin hết sức Ngày mai, đó sẽ là những người con quý giá của Tổ quốc. Có điều, các em có nhận ra điều ấy hay không? Qua phố mới, phố không còn mới nữa. Nhưng phố mới cứ gợi cho mình thị trấn Bố Hạ mà mình đã đến chơi khi ra biến sỏi. Chợ Bố Hạ mùa này chưa có cam, nhưng khách đã dập dìu. Hạ Bắc, có mấy thị trấn nhỏ thì đều quét vui lại và cũng khá vui. Phố mới giống như ô cầu giấy, cũng có chi nhánh ngân hàng và cửa hàng bách hóa ở đâu cũng gặp quá khứ, cũng gặp tương lai. Đi trên cánh đồng xuân hòa, ta dừng chân nghỉ bên cạnh nghĩa trang liệt sĩ. Lạ lùng thay, trên những tấm bia đá đơn sơ, trầm mặt, có cả tên ta. Cùng họ, cùng tên đệm và cùng tên, người đó già hay trẻ, chỉ biết hy sinh ngày 9 tháng 10 năm 1952, năm ngày trước khi mình cất tiếng khóc chào đời. Vậy mà đêm trước, mình không biết thế là qua một đêm người kiếp trước của mình sống cô độc dưới nấm mồ nhưng không dừng lại lâu được ta chỉ yên lặng bỏ mũ và thầm hứa theo bước người mười mấy năm trời sống dưới bầu không khí thanh bình mình chưa từng biết rằng mình đã sống một đời cho cách mạng có phải tiền kiếp của mình chưa trao vào tay mình nhiệm vụ còn bỏ giờ để mình lớn lên lớn lên cho kịp với yêu cầu của cách mạng và mãi bây giờ vào buổi bình minh mà trời cháy đỏ từ chín chín đỉnh của núi neo vào lúc cả đơn vị hành quân mới thức dậy và tin cẩn trao vào trái tim ta. Hỡi người kiếp trước đang yên nghỉ trong sự yêu thương của sân làng hãy yên tâm vì con cháu không có sự mất đi vĩnh viễn cho cuộc sống của những con người hết lòng vì dân tộc vì giai cấp vì tổ quốc thân yêu. Với ý nghĩ đó ba lô trên vai cũng bớt nặng đi nhiều lại sang đường nhựa. Đây là đường 18, cột cây số chỉ cho biết cách Bắc Ninh 19 km. Ở đây vẫn là vùng bị lụt, mênh mông ở xung quanh là màu đất phù sa, chỉ lác đác chơi trọi màu vàng ú của cây cỏ. Và càng như thế, lũy cha làng xa kia càng trở nên xanh như tâm hồn và ý chí của người dân ở đất ngọt ngào. Các em nhỏ, các cụ già dừng lại bên đường với chào anh bộ đội. Mình trở thành người độc đáo nhất tiểu đoàn vì đi chân đất Hôm trước phòng sát cả gan bàn chân, bây giờ vỡ ra, không thể đi giày, đi dép được. Và lại, đi chân không trên được nhựa thì cũng có gì đáng sợ cho lắm. Thế là phầm phầm bước theo con tay chỉ và nụ cười rất đáng yêu của các em nhỏ bên làng. Đường 18 đi đâu, về đâu, không cần biết. Đọc trên cột mốc, chỉ thấy phả lại, chỉ cần nhìn vết xích xe sắt băm nát mặt đường là đủ rồi, là đủ tự hào, tự tin, đủ hứng thú và nghị lực đi lên. Mà cũng phải, chẳng lẽ lại dừng chân khi cả đoàn quân đang vượt lên phía trước, khi xóm làng còn sơ xét về trận lụt, khi lối vào nghiêng ngang tấm biển, có dịch lợn. Mọi cái đều dục anh, đều nhắc nhở trong lòng anh. Đi nhanh, đi nhanh chóng về nhà, quê hương đang chờ anh xây dựng đất nước thật đen thơ nhưng phải nhói trong lòng anh xót xa vì cảnh tiêu điều sơ xác anh mới thật sự yêu thương thật sự cảm biết đấy là máu thịt của anh đấy là cuộc sống của anh cảm ơn hôm nay cảm ơn viền xanh của ruộng bậc thang và cảm ơn cánh cỏ trắng thủy chung đem về cho lòng ta niềm yêu tha thiết và gắn bó với đất nước với những con người đang lam lũ làm ăn trong tình yêu tổ quốc lại càng thêm nhớ như anh những người bạn đang ở đầu kia của trái đất không được đi trên con đường mà mình đang cất bước không được thấy cảm giác mát lạnh và nóng bức không được đi trên đất mà miết xuống lòng đường lòng đất tổ quốc chắc ở nơi xa xôi ấy như anh nhớ lắm quê hương chắc như anh không quên được những con đường đỏ bụi những đường cây những bụi hoàng khuôn thong thả và những chiếc lá khu lười biến lăn trên mặt đường nhất là con người và kỷ niệm ba năm sáu năm xa tổ quốc nhưng anh có trở nên xa lạ với những người ngày đêm lầm bụi của cuộc đời ba năm sáu năm xa đất nước nhưng anh có thêm yêu tổ quốc thêm gắn bó với mảnh đất đã sinh và nuôi như anh lớn ở đó lạnh lắm băng giá vào mùa đông nhưng chớ để lòng mình nguội lạnh mình mong mỏi và rất tin như anh sẽ giữ được những tình cảm đẹp đẽ và trong sáng đó của mình vĩnh viễn Mới đó, đã bốn tháng trời. 26 tháng 7, còn ở bên Như Anh, một giờ sáng ngày 28 tháng 7, con tàu đưa Như Anh đi xa. Bốn tháng, biết mấy thương yêu, buồn khổ và nhớ nhung, niềm vui chỉ là lòng yêu đất nước và những lá thư âu yếm của Chương Anh. Niềm sung sướng chỉ là được Như Anh nhớ nhung, chỉ là những giờ phút nghĩ về dáng người mà ta yêu quý. còn tất cả đều khó khăn đều sầu muộn thiên nhiên và con người suy tưởng và thực tại mơ ước và làm việc tất cả cứ rối bung rối mù chân cứ bước trong xa xăm và con đường thì dài mãi và để người ta khoan khoái nói được câu rồi cuối cùng cũng đến nơi thì bao nhiêu mồ hôi đã đổ và bao nhiêu đôi chân tê dại có phải cuộc đời cũng chính là như thế càng ở lâu trong quân đội càng hay nhớ đến pa ven nhớ phạm hồng sơn nghị lực chưa có trong con người ta. Cặp một tiểu đoàn đi ngược lại, lính cũ rồi, họ chuẩn bị đi bê, Quân phục và cả những gương mặt đều mới, đều hồ hời, bắt tay, bắt tay, thân thiết biết bao. Các anh đi trước nhé, trên ngực áo người nào cũng lấp lánh huy hiệu của đoàn thanh niên giải phóng, bọn mình lính mới cứ nhìn mà thèm. Tiểu đoàn bạn đông thế mà không gặp lấy một người quen, bọn bạn mình đi đâu hết cả. Thế mới biết quân đội mình đông lắm, nhiều lắm và trùng điệp vô cùng. Rộng nghệ an, thanh hóa, khu tư nặng nặng, rộng thái bình Hà Nội, cái giọng Việt Nam ấy dễ gần lắm. Ngày mai, họ đã là quân giải phóng rồi, sướng mê đi. Bộ đội sắp đi bê có khác, ba lô nặng chịu và lính thì to, khỏe. Tự hào vô cùng về chúng ta, chúng nó rồi sẽ chết các anh nhỉ. Tạm biệt, hẹn gặp nhau ở chiến trường. Có lẽ đấy là cảm xúc hào hứng và phấn khởi cuối cùng của đợt hành quân. Bộ đội nghỉ ở chân một con đê. Có đê thật, nhưng nhìn cả hai bên đê thì chẳng thấy sông đâu cả. Các bạn bảo xung quanh đây rất nhiều sông, và sông Thương thì gần hơn cả. Trời trưa, nắng dữ dội hơn, và nhìn ra xa chỉ thấy cát, đường đất đầy bụi, đồi chọc và trời xanh thăm thẳm. Lát đác, có bộ đội từ trong làng đi ra, bọn mình sẽ vào đóng quân thay họ đây. Hỏi thăm, họ bảo, gần thôi nhưng vẫn chưa thấy tiền trạm đâu cả. Tiền trạm luôn đứng đóng cách chỗ chú quân 3 km, tức là chỗ này còn phải đi hơn 3 km nữa. Sợ thật. Đường từ đây không còn cây nữa, cây chỉ có phi lao ở xa xa, phía bãi cát trắng trông nhức mắt. Nắng buổi trưa, bức bối vô cùng, có tiếng máy bay ta, ngờ cổ nhìn lên, chỉ gặp màu xanh ra trời đến tận cùng. Một tí gió cũng không có, một tẹo gió cũng không có, cả hay. Có gió chắc thổi tung cát mù mịt. Lẻ tẻ, có người tụt lại phía sau, không có quyền tụt, không có quyền rời bỏ hàng ngũ. Và vẫy gọi ở phía trước là đôi mắt ưu yếm, khích lệ của người mà ta yêu quý, như anh. Thạc cố lên, cố lên tí nữa, con chim đầu đàn của như anh. Lúp xúp dưới chân đồi là những mái nhà, mái dạ lèo tèo. Ở đây cũng có giường bạch đàn, rậm hơn ở Tân Yên, nhưng thấp hơn và thân cong queo, nom dối mắt xấu lắm. Ở dưới lại toàn cát, bao nhiêu là xấu chân, bao nhiêu câu chuyện ở đất này. Mình sẽ ở đây ư, mình sẽ bỏ vùng đồi Tân Yên rất thơ và đến với vùng cát trắng này, nhưng cũng phải bãi cát rất đẹp của biển. Thỉnh thoảng, bắt gặp một chiếc xe vận tải quân sự nằm lăn lóc ở vệ đường, thùng xăng, đổ xe, sổ mỡ, sắt xì. Bắt đầu vào làng, Chỗ này là đông du thì phải, dân thừa thớt và bộ đội thì đông hơn dân nhiều. Có người tính tỷ lệ 9 phần 10, kẻ thì hơi ngoa. Nhưng cũng có lý đấy, tiểu đoàn trường đứng đợi dưới một cốc tre. Cán bộ của mình cũng chẳng khác gì chiến sĩ, cũng ba lô, cũng gạo và súng. Chỉ khác, các đồng chí đó đi thẳng người và bước vững vàng hơn lính nhiều. Cũng phải thôi, đánh Pháp rồi đánh Mỹ, bao nhiêu năm đi trên con đường lửa, con đường lớn của dân tộc sao con đường dài thế, dài mãi. Mất hết cảm giác về vai và chân bước hoàn toàn theo cảm tính. Ai có đi bộ đội mới thông cảm với người lính chiến, tự dưng mình thầm cảm phục những người đi trước. Đáng phục lắm, châu bò không ăn thua đâu, chủ yếu là nghị lực, căn bản là nghị lực. Đến ngã ba, chưa gặp giao liên, bộ đội ùn lại và cúi gặp người cho ba lô đỡ xếp vào vai khát quá, nhưng chỉ có nước ao, bị đông chưa được phát, dường như cấp trên cố ý tạo ra tình huống này. Rèn, cháu ui, cái chữ đáng ghét thế. Thôi, đây rồi, tụi quỷ, tiền chạm gì mà hộ thế? Mà ấy bây giờ mới gặp, và thế là chỉ còn 3 km. Quên đi, cái ba lâu ác nghiệt trên vai, cái nắng trên đầu, cái nóng, cái mệt trong người, và hãy nghĩ đến cái dịu dàng, thấm thiết của đôi mắt như anh, của đôi vai như anh, của hai bàn tay thấm mát hơi xuân đỉnh sốc là chỗ ở. Vậy mà hai phần ba quân số nằm lăn ở chân đồi, cúi mãi, cúi mãi, tự như muốn đi bằng cả hai tay và hai chân, bỏ lên, bỏ lên. Nhưng thế còn sung sướng lắm, thế mới chỉ là cái vất vả, cái gian khổ về cơ thể, về vật chất. Còn cái khổ hơn, cái đau đớn về tinh thần là sự thờ ơ của bà con trong xóm đồi. Thấp thoáng trong nhà, nơi lưng chừng dốc là những cặp mắt nghi ngờ hơi xa lạ. Ta tự hỏi, họ là ai? Có phải là bà mẹ Việt Nam từ ngàn đời thương anh bộ đội? Có phải các cháu nhỏ, các em thơ díu dít cuốn lấy tay anh? Mà sao? Bảng quan thế, sừng sưng thế, ôi chao là buồn. Họ nhìn quanh, lạnh lẽo và thụt vội vào nhà trong, cánh cửa che hạ xuống, chó sủa san. Thật tệ hơn cả, cô giáo vùng cao. Bọn mình mệt quá rồi, không đủ sức đứng dậy vào nhà nữa và nằm lăn dưới bóng che mà nghỉ và kiếm cách vào nhà. Không gian im ắng quá và chẳng thấy lũ trẻ chơi trong ngôi nhà. Xung quanh chụt toàn cây, che, chay, cây đen, cây mít, cây um tùm như an ủi, phải cây lá này, vẫn cây lá quê hương, nó đâu lạnh lùng với anh bộ đội. Nghỉ chán, bọn mình chia nhau vào các gia đình vận động. Bước vào nhà, tự dưng bọn mình đã thì thào vào tay nhau. Yên thế, là yên thế rồi, bẩn quá, bẩn quá. Nhà cửa có một thứ mùi chua, mốc, mùi thời gian quá dài, chưa quét dọn. Nét đặc trưng là làm ruồi và nhiều tàu há mồm quá. Nhà nào ít nhất cũng năm đứa trẻ dưới 10 tuổi, ồn ào và lộn thụm, chứng tỏ mức độ giác ngộ của dân chưa cao lắm. Vào nhà nào họ cũng đuổi, lắm lý do đến thế, nào là đợi ông ấy về, tệ hơn, có gia đình không thèm tiếp và trả lời Gia đình tôi chưa có ai đi bộ đội nên không biết đối xử với các chú như thế nào. Bọn mình không biết nói sao nữa. Gia ư thì chỉ có bụi che và đỉnh đồi thôi. Phải bám vào dân mà sống, bám lấy dân. Thế là chưa được cơm cháo gì, bụng đói, mệt, bọn mình vào nhà giúp gia đình quét dọn, cánh nước, xe tơ. Nhà trên đồi nên nước hiếm hoi, phải xuống chân dốc và ở đó có cái giếng chung của cả làng vừa làm vừa trò chuyện vừa xin vào ở một góc nhà đặt ba lô thôi mãi đến chiều họ mới cho vào nhà cho giường chiếu hành hoi và dục các chú nấu cơm ăn khi đó mới biết đơn vị chức ở đây làm mất uy tín ghê quá toàn là dân khu tư dân nghệ an hà tĩnh ba phần tư số son quân đụng bị mất rồi quân trang quân dụng mất lung tung tệ quá bệnh bạ thế thì thôi nhưng hậu quả lại dồn lên đầu bọn mình ngay đêm, đại đội họp cấp tốc trên thửa ruộng, còn chơi trên dạ, phải gấp rút khôi phục lại uy tín của quân đội. Gia đình mình ở có chín người, bác chủ 55 tuổi rồi, và ngày ngày bác thuyền nan đi đánh lưới trên sông. Tụi nhóc còn nhỏ, cô gái thứ hai tên là Thà, 17 tuổi, đi làm suốt ngày và ban đêm cũng chẳng về. Nhưng nếu cô ta về thì cả nhà biết ngay về cái mồm to và liến thoáng của cô. Cái giọng chan chát nghe đến chúa tai, khổ cho anh chàng nào, vớ phải cô ấy suốt đời, có lẽ chẳng được nghe cô ấy thì thầm. Còn tụi nhóc thì bẩn, bẩn lắm. Chân tay bọc một lớp đất đen như xa cóc, toàn uống nước lã và không bao giờ rửa tay cả. Đêm đi ngủ thì tót lên giường, sáng dậy lấy khăn mặt còn ướt của người lớn, lau cúng khuyết và thế là mở đầu một ngày. Mình rất không thích cái tò mò, cái ưa lục lọi của tụi nhóc ấy, đặt ba lô xuống là xà đến và nắn cái nọ, sờ cái kia, chẳng ra làm sao cả. Nếu là thằng Hành, học với lòng, hư lắm. Tế bảo, phải rèn bọn này mới được. Bỏ một buổi rủ chúng nó đi chơi và dặn dò, các chú để súng đạn trong ba lô, đừng động gì đến mà nổ, vân vân. Thế là ổn, còn phải vệ sinh sống cho các ngài nữa chứ. Rõ khổ. Nhưng cũng thấy thương gia đình và các cháu, lỗi ấy đâu phải vì bố mẹ hay vì bản thân chúng, mà vì thằng đế quốc vì lút lội vì kẻ thù của dân tộc ở bên kia bờ thái bình dương đêm ngủ mình lại mơ thấy hôm ở xuân hòa ngồi ăn mía với anh cương anh kể chuyện về chúa về bà maria mình hỏi rất thật thà thế anh có tin rằng những điều đó là sự thật không bỗng dưng anh cương nhíu mày thằng cánh ném con sao chọn vào mặt mình giật thót người và tỉnh dậy tế gọi mồ hôi vã ra như tắm mình nghĩ đến một điều trong công tác dân vận cần thận trọng hết sức thận trọng Đấy, các gia đình mình đang sống. 30 tháng 11 năm 1971 Cuối tháng rồi, cuối tháng. Thời gian đi nhanh quá. Mấy hôm nào nhập ngũ hôm nay đã đến ba tháng rồi. Đêm nay, trời sáng trăng mà lất vất mưa. Ngồi dưới ngọn đèn ba giây tù mù và suy nghĩ miên man. Sáng mai, chia tay với tề. Châu, Hùng, Thắng, Minh. Họ đi phòng công, không, không quân, chia tay rồi, lại tiếp tục chia tay. Đêm qua, Tiến Anh tặng trong ánh trăng biện diện, người trung đội trưởng thân mến của B lặng đi trong lời thơ tiễn biệt. Đất nước mình rộng lắm, anh tặng ơi, mới gặp nhau nay từ biệt nhau rồi, cầm tay nhau và hẹn ngày gặp mặt, điếu thuốc anh đưa đốt đỏ trời. Ngồi bên anh rất khuya, nghe anh kể ngày về thăm quê sau sáu năm ở chiến trường, vào 2 giờ sáng, một ngày của năm 1968, anh có cửa nhà chị ruột. Chị ơi, mở cửa cho em. Ai đấy? Em đây, em là ai? Em là em chứ còn ai nữa? Cậu tị à? Không, cậu châu à? Không, cậu thẻ à? Không, thế thì là ai? Không nói tôi kêu lên đấy. Ừ, chị kêu đi, xem nào, em đây mà. Thôi nói thật đi, em là ai? Em đây, tặng đây thì mở tung cửa và nhận ra đứa em 6 năm trời xa cách, tưởng đã chết ở chính trường rồi, thế là ôm choàng lấy em mà khóc. 6 năm, biết mấy đổi thay trong cuộc sống và con người. Mẹ anh yên chí rằng anh đã nằm lại ở một vùng đất xa xôi nào của miền Nam, thì anh lại về, lại về thị xã Phủ Lý giữa những ngày giặc điên cuồng bắn phá. Hạnh phúc biết bao nhiêu và sung sướng cảm động biết bao nhiêu chị đã quên tin đứa em của mình bởi luôn tâm niệm rằng em không còn nữa đau đớn biết bao và càng đau đớn ngày gặp mặt càng cảm động càng hạnh phúc anh lại chia tay và đi vào chiến trường trước những người lính mới cuộc đời của anh đẹp đẽ biết bao anh đi rồi ngày mai lại đến các anh lý ba tạm biệt đơn vị sang đơn vị mới lại chia tay lại chia tay tạm biệt anh châu người bạn thân thiết của mình những ngày đầu cuộc đời bộ đội hai đứa dắt nhau lên đồi rất cao và nhìn ra bốn phía gió mạnh đẩy người nghi ngả mình và anh châu nằm bên sườn nam im gió dưới chân đồi là bãi bạch đàn thì thào không ngớt không ai muốn nói câu nào mai chúng mình xa nhau và có lẽ chẳng biết bao giờ được gặp lại anh châu đang làm sở luận án tốt nghiệp của tổ chất rắn và rời trường ra đi anh nằm đây buồn lắm và dạo rực lắm anh nhắc lại cho mình câu ngạn ngữ anh không sức mạnh nào có thể ngăn cản được những trái tim đầy khát vọng. Đúng như vậy đấy, không có sức mạnh nào. Số phận anh hơi giống mình và cũng có những niềm ao ước chờ đợi như mình. Bạn anh, cô Phương Lan, đang đi học sệt tổng hợp ở Đức. Anh băn khoăn vì khi bạn đi, anh không ra tiễn, bởi lúc đó anh bị giữ lại do tình hình chính trị tiệp. Anh ao ước, 6 năm sau được ra đón bạn, mặc dù lúc đó cuộc sống sẽ có nhiều thay đổi, khó xử cho anh, nhưng cả ao ước nho nhỏ đó, anh cũng không thực hiện được nữa rồi. Đừng thở dài. Từ trên cao nhìn xa xa, tới màu tím phơi đầy trên mặt nước, trên đỉnh núi và những cánh đồng. Mình hỏi, anh có yêu chị Lan không? Anh gật đầu, có. Mình yêu Lan, tình yêu con người và không phải là tình yêu trai gái. Tình yêu con người. Chắc chị Lan chưa một lần mình gặp mặt cũng là người rất say mê khoa học và một lòng phụng sự lý tưởng phục vụ nhân dân. Bởi vì chị là người mà anh Châu đã gặp, đã yêu. Dưới chân hai đứa là thung lũng, có bóng người cuốc đất và những cơn gió êm đềm nô đùa cùng cỏ bay mọc thấp. Gió hơi lạnh lạnh, thổi sạt áo quần, đi ngược chiều và mỗi người nhặt được một con chuồn chuồn đỏ. Chắc nó chết khô vì gió. Mà cả trên ngọn đồi ấy, chỉ có độc hai con chuồn chuồn ấy, tìm mãi cũng không thấy thêm con nào. Con của mình nhỏ hơn một chút và chưa sách cánh. Thế đấy, ngọn đồi kỷ niệm cho ta, và từ nay ngọn đồi mang tên đồi chuồn chuồn đỏ. Càng đi với anh, càng nhớ anh, anh ở đâu rồi nhỉ, xa nhau, nhưng có lúc nào mình không nhớ tới anh. Bạn yêu dấu nhất trên đời. Cũng vậy, mình bao sao có một ngày đón như anh ở ga hàng cỏ, nhưng rồi có lẽ ngày đó cũng bao giờ đến cả. Bước chân xuống sân ga, như anh có nhớ tới mình hay không? Nhìn màu xanh bất diệt của cây cỏ và vù vù bên tay là ngọn gió ngoan cường, thấy chỗ dậy trong lòng một sức sống bất diệt trẻ chung. Tin tưởng ở tương lai tươi. 2 tháng 12 năm 1971. Tháng 12 đấy, mấy hôm nào như anh viết thư cho mình bắt đầu bằng tháng 8 đến rồi, tháng 8 kỳ diệu với bao điều hứa hẹn, nhưng lại là tháng của chi giờ đã 4 tháng đi qua. Thời gian trôi không bao giờ quay lại, dưới vãng giấy lên, nhưng tương lai thì vẫn còn vô tận. Dẫu sao cuộc sống của mình cũng bị dồn lại mỏng hơn, ngắn hơn và sự hối tiếc cũng nhiều hơn mấy hôm nay chờ công tác, suốt ngày chỉ leo đồi, vào nhà sân chơi và chia tay. Buồn lắm. Chiều nay ngôn đi rồi, các bạn cũng đi nhiều, còn mình vẫn nằm dài. Tiểu đội đi non nửa, chỉ còn bảy người, phải rột nhà ở cho tập trung. Nếu cuộc đời nhàn rỗi thế này mãi thì buồn nhỉ Từ hôm đến đây chỉ đi lấy gạo có một lần, còn thì toàn chơi bời. Nhàn cư vi bất thiện, tụi quỷ đem AK lên đồ đi đọc suốt ngày, không hiểu chúng nó lấy đạn ở đâu tiếng súng rội vào vách đá nghe y ầm rất lâu mặt trận còn xa lắm mùa đông chưa về đến đây mình yêu cái truyền tiếp giữa hai mùa này xốn sang trong lòng nhiều kỷ niệm cây sầu đông chưa mở ra những mối sầu cho mình an ủi chùm quả chín vàng lấm tấm trên tà áo xanh của bầu trời nhắc mình nhớ về cái ngõ hẹp vào nhà a cô tư còn bọc trên làn nước chùm hoa lau cho tụi con trai đánh trận hay không Mấy cây hồng bì, cây nhãn bên sân hàng xóm có còn hay không? Ngày trước, đây là nơi tụ trẻ bán hàng và bày trò đám cưới. Cái dù vàng che cô sâu, chú rể giờ tơi tạ khắp bốn phương. Kỷ niệm càng dâng lên và trào ra như nước mắt, sáng lạnh nhiều xương và gió táp, cây trên đồi chắc là bút lắm. Nằm nghĩ về những người thân yêu mà xe thắt trái tim chưa bao giờ mình xa nhà lâu như thế này, chưa bao giờ nhớ cha mẹ, anh em và bè bạn như bây giờ. Giá như có phép màu, trở lại một ngày của thời thơ ấu, có đủ mọi người thân yêu, cha ôi ngày đó, vĩnh viễn mất rồi. Bọn nó trốn về nhiều, có lẽ vì không chịu được cái cảnh nhớ nhung đáng sợ này. Từ đây ra đường 18, chỉ có một khoảng đồng. Ở xa này, nhìn ô tô xe đạp lăn từ tốn qua các thân cây mà muốn chạy vùa xuống đó, rồi Hà Nội, gia đình, đường Nguyễn Ái Quốc và phố Nguyễn Du. Bao nhiêu điều hứa hẹn còn bỏ giờ, bản nhạc dừng lại ở âm gia giết nhất. Như anh, giữ ngón tay yêu dấu ấy ở phím đàn và đừng buông ra, đừng buông, nghe thấy không như anh, đừng mỏi mệt. Không ai muốn cuộc đời mình phải buồn bã cả, nhưng rất ít người trên đời này đạt được điều mình mong muốn, mất mát nhiều, nhưng cố gắng làm sao cho mình khỏi thất vọng, khỏi mất nghị lực, luôn hôn cháy lòng mình đó mới là điều quan trọng. Hôm qua, nhận được thư phong, nó sắp đi chiến trường và viết cho mình cảm xúc của người lính trước giờ xa trận. Phong chín chắn và điềm tĩnh, tự tin. Vậy mà cũng chưa vững vàng gì cho lắm. Có điều gì hơi bàng hoàng, hơi từ biệt một chút. Và âm hưởng của lá thư khiến mình muốn ôm choạc lấy nó, giữ nó lại bên mình, thằng bé cọt non trẻ quá. Phong viết, mình rất biết ơn thạc biết ơn các bạn bè thân thiết của mình, những người bạn sống say xưa, yêu đời và luôn tín về phía trước. nhưng những cái mà mình đã thu lượm được, những điều mà các bạn đem đến cho mình, chưa đủ để mình tin rằng sẽ đem đến một kết quả tốt đẹp. dẫu sao đây cũng là những phút cuối cùng, bận rộn quá, mình cũng không kịp đảo về thăm nhạt nữa. mình tiếc rằng thời gian qua bọn mình liên lạc với nhau chưa thường xuyên lắm, thạc biết hơi ít về cuộc sống của mình. Rồi ngày mai, chưa biết ra sao, chỉ chắc chắn trong cuộc chiến đấu này, tang tóc và đau thương sẽ đến với con người. Câu trong ngoặc bằng Nga Văn. Chiến tranh, đương nhiên là như thế, nhận ra điều đó là dĩ nhiên thôi. Nhưng mình nghĩ, đâu là cái chủ yếu mình phải nhìn nhận. Có lẽ đó là cái tự hào về vị trí mũi nhọn của mình, về trách nhiệm lớn lao của mình trước lịch sử và dân tộc. Thư cho Phong mình viết. Còn nhớ không Phong, dạo lớp 10, Phong đọc trước lớp bài Đường chúng ta đi, khiến hai đứa mình cảm động. Ở cái cành ổi đã nhãn bóng vết tay mình, Phong với mình ao ước được sống những giờ phút như thế. Giờ phút Phong bảo con người với đất nước là một và người lính trở thành con người lý tưởng của thời đại. Cái giờ phút mà Phong viết thư cho mình. Mình gửi cùng lá thư là những đoạn đường chúng ta đi, học thuộc từ hồi đi học. Phong có nhận được không? qua Trường Sơn, qua giúp Bà Định, Dốc Nguyễn Chí Thanh, qua chặng đường Quyết Thắng và trong bom đạn, Phong có trả lời câu hỏi mà cuộc sống đặt ra. Hồi còn đi học, một nhận định còn chưa được cách mạng là người đi thì nhiều và người đến thì ít. Hãy suy nghĩ trên khía cạnh chiều tượng, chẳng lẽ chính mình và Phong luôn ao ước được sống như vậy? Nhưng ở những giờ phút đó, thì suy nghĩ cá nhân lại chấn áp hết cả hay sao? và chẳng lẽ chính phong lại là người mà mình không tán thành cái sống và suy nghĩ thế thường khi do tác động tích cực của văn học và sách báo tuyên truyền người ta có suy nghĩ và cảm xúc tiến bộ khá mãnh liệt đằng khác nhưng ít ai kiểm tra mình xem tình cảm và suy nghĩ đó có thật là bản chất của mình hay không có thật nó bắt nguồn dễ sâu xa từ tận cùng cảm nghĩ từ đáy lòng mình có ai tự kiểm tra mình, tự kiểm tra cảm xúc và suy nghĩ của mình, xem bản thân mình có lấy những dung cảm tốt đẹp đó làm quan niệm sống, chứ không phải làm một thứ đồ trang sức sùng xòe. Có lẽ chưa mấy ai, bởi vậy mới ít người. Dù sao, Phong cũng là một tâm hồn đáng quý, một người lính đáng tin cậy. Cầu mong cho bạn lớn lên trong cuộc chiến đấu đang chờ đợi, đang dữ dội. Sắp hết năm rồi, năm 1971. Cái năm đầu tiên xa cách, cái tuổi quân đầu tiên, mình đã hết cái buổi đầu bỡ ngỡ làm quen với cuộc đời bộ đội. Mặc dù vẫn chỉ là binh nhì, nhưng mình đã là lính cựu Lại sắp một đợt tuyển quân, thế mà hình như mình còn trẻ con lắm, vẫn lang thang trên đồi, xuống dốc vẫn đá cầu. Các anh Lý Ba đi phòng không, không quân, một số khác đi pháo binh và một số có lẽ vào tên lửa. Sáng qua, họ lên xe rồi, và vào giờ này, 10 giờ 20 phút sáng, họ đã đến nơi ở Bắc Giang hay ở Kiến An, đâu mà chẳng đất nước mình. Chính trị viên các hỏi mình thích đi đâu, mình chỉ thích bộ binh, đánh nhau thế mới khoái và ít bị phụ thuộc vào máy móc. Và lại đi bộ binh, gần sân hơn, biết nhiều điều thú vị hơn. Hôm mới đến đây, tới trên đỉnh đồi có con ngựa đá bị chôn ngập ngang cổ, cái lưng bị cắt ngang, to như con voi bách thảo. Bọn trẻ con bảo, đấy là ngựa thánh sóng, còn cả cây gậy to đém dưới chân đồi cái gậy to thật bằng đá và chôn sâu dưới đất mình ôm không xuể phía trước mõm ngựa có hai tảng đá lớn người dân bảo đấy là can ngựa vì con ngựa bị xiết mình ngạc nhiên hết sức chẳng lẽ đây là núi sóc sơn nơi thánh sóng cưới ngựa bay thẳng lên trời vô lý lắm và vì sao con ngựa lại bị xiết con ngựa đá vẫn nằm ở đấy góc một nương sắn và lạnh lùng nhìn khách qua đường không ai hiểu về sự tích con ngựa đó, nguồn gốc của nó và câu chuyện nhúm màu thần bí như ngọn gió vô hình. Ngày 3 tháng 12 năm 1971 Vẫn như hôm qua, ngủ và chơi bời lêu lộng, chán ngán lắm rồi, bắt đầu đi lùng trong xóm. Hết mía lại sắn, sắn ăn chóng no, chóng chán, ở đây chỉ có thế và đấu chán thì chịu Sân đi làm đồng hết cả rồi, chẳng có ai ở nhà mà nói chuyện. Quanh quẩn với cái sân phơi rơm rạ, với cái vải chỉ hai cái nước là đầy, ngủ chán rồi lại thức, lại nóng ruột. Ở đây xa bưu điện và chờ hòm thư mấy, nên thư đi cũng không mà thư đến cũng không. Chống rỗng đến phát sợ và lo lắng cũng kinh khủng, mọi cái đều thăm thẳm như bầu trời những tháng này. Lại thêm ba người nữa tút về Hà Nội, họ không chịu nổi tình trạng nằm đợi, kê sợ này. Hôm qua, Thịnh trốn về cùng bọn anh Châu, được ở Hà Nội 3 tiếng. Họ đến cái hàng cỏ lúc 2 giờ 30 chiều, được nghỉ đến 11 giờ đêm, sau đó lên tàu quân sự đi thanh hóa. Mình nhờ anh Hùng đến nhà Chí cho Chí biết tình hình vì không kịp viết thư, nhưng anh Hùng không kịp đến. Anh Châu không biết có đến kịp hay không, mà cũng rất khó gặp. Chí học buổi chiều. Lê Như Thanh và Đỗ Thành xin mãi cũng được về thanh nó khoái lắm và vanh vách kể cho mình cuộc sống đang phát triển của thủ đô nó không dám đến trường vì sợ xúc động khỉ thật thanh mà cũng dễ liên tưởng như vậy nhỉ thanh bảo không dám kể tình hình thật của đơn vị cho gia đình vì nó sợ gia đình không yên tâm toàn bóc phét nào là tập ít ăn khỏe sướng vui rồi triển vọng binh quân chủng cao xa kể ra thành cũng không muốn nuôi ảo tưởng cho gia đình nhưng biết làm sao được ngay cả mình ở mức độ nào đó cũng phải làm như vậy còn thành thì khác anh ta tưởng bà mẹ buôn lắm thế là kể giáo bà ngồi yên lặng nghe đứa con trai nhỏ của mình thủ thị. suốt bữa cơm bà không nói không rằng và khi con đi bà òa lên khóc đứng chắn ở cửa nhất định giữ nó ở nhà Thế đấy, mẹ mình chắc là không thế, mẹ mình chưa khóc bao giờ trong những lần tiễn con đi, mình lại nhớ câu thơ của Trần Vàng sao. Đại ý, bao nhiêu nước mắt mẹ thấm vào vạt áo để đường con đi không bị ướt, mẹ mình dũng cảm lắm, biết hy sinh lắm. Mình xa Hà Nội, xa phố xá, con người kỷ niệm, thế cũng mấy tháng rồi, quen dần với rừng ôm u của yên thế, những lần vào sâu trong rừng lấy gỗ nhìn âm thanh vạn âm thanh nhưng không chút âm thanh nào giống những bờ đường bình yên của thành phố hôm đi xem triển lãm vân hồ nhìn người nhìn cảnh hà nội thấy phong thái bình tĩnh tự tin quá những hàng cây vô tư lệ những vòng xe lăn bọn mình túm tụm dưới góc bảng bên vỉa hè và ao ước ngày trở lại Hà thủ đô những đứa con trai con gái của hà nội đi xa vẫn hướng về quà tin tổ quốc như thế đó mình không nhớ Hà Nội chung chung như thế. Hà Nội với mình là ngôi nhà nhỏ bên cái ao nhỏ. Dạo này chắc là nhiều muỗi lắm. Là phố Nguyễn Du với đường cây e ven hồ. Ở đó có ngôi nhà 72 vừa gần gũi vừa xa lạ xa vời. Là đường ba triệu thư viện đường Nguyễn Ái Quốc hồ Tây là những kỷ niệm thấm mát tâm hồn. Hà Nội ơi hướng về thành phố xa xôi. Ánh đèn răng mắt muôn nơi, áo lỡ tung gió chơi vơi nghĩ về Hà Nội là nghĩ về Như Anh, nghĩ đến những ngày bên nhau đi trong hương đêm mùa hè, của đêm mùa thu. Ta gặp nhau làm gì nhỉ? Ta nắm tay nhau làm gì nhỉ? Ta siết chặt trong nỗi xúc động làm gì? Như Anh bé nhỏ yêu dấu đêm nay ở đâu? Thương Như Anh thật nhiều mà không biết nói sao, không biết làm sao cả. Tội nghiệp Như Anh cứ phải buồn mãi, buồn sai rằng. Sao không vui với bạn bè mỉm cười, mùa xuân đâu rồi? đêm gần nhau nhất lại là, là đêm chia tay. Hạnh phúc thả những đốm sáng bay lơ lửng trên trời. Vũ trụ bao la quá, mà tay như anh nhỏ nhắn trực nào. Bao nhiêu đêm nằm mơ, mình trở lại buổi tối cuối cùng khi những anh dừng xe ở đằng sau và đặt nhẹ bàn tay lên vai trái. Mình ngoảnh lại, thế rồi không còn mơ được gì nữa, cứ trượt theo những đường cong mệt mại may ta xa nhau rồi vậy mà có ai nói được với ai điều gì đâu cứ mặc làn gió thơm mùi độc nổi vút phe mái tóc mới đó mà ta xa nhau thật là kinh khủng có lẽ nào tất cả chỉ là như thế có lẽ nào tất cả chỉ là như thế và vĩnh viễn cũng chỉ là như thế có lẽ nào đó là tột cùng hạnh phúc còn sau này chỉ là đau khổ và mòn mỏi hối tiếc phải chi đừng gặp như anh thì bây giờ đỡ hối hận biết bao dù có phải mất đi những tháng năm đẹp đẽ ấy cho như anh bình yên và hạnh phúc tội lỗi đó không bao giờ mình có thể tự tha thứ cho được càng nghĩ nhiều càng thấy mông lung và thương như anh thương cả mình nữa trái tim ơi vỡ ra và đừng bao giờ rung nữa cho ta thành thơi cho những anh hạnh phúc buồn lắm cuộc sống riêng của mình càng nghĩ càng buồn nhất là trong những ngày này Bao giờ mình mới thoát khỏi sự chờ đợi đáng ghét như hôm nay, đi chiến đấu chắc say sưa và hào hứng hơn chăng? Thông bảo miền, đi hỏa lực bộ binh, mình thích lắm, nhanh nhanh mà đi bê, chứ không thể hết địch đến nơi. Nghe phòng thành trên bộ, lấy lính lái xe tăng, tôi nó thích lắm, thích gì cái con rùa thép ấy, chỉ oai ở ngoài này thôi, chứ khó mà được vào trong ấy. Đại đội trưởng Châu mới về, trẻ măng, 24 tuổi, anh là biệt động của Quảng Ngãi, nghe kể dạo tổng tiến công mà tiếc đứt ruột. Dạo ấy mình lớp tám nhỉ, cọt nhỏ quá. Anh Châu vào bộ đội bảy năm rồi. Năm 69 ra Bắc, anh có đôi mắt tuyệt nhất của cười con trai, đẹp lạ lùng, vừa sắc, vừa sâu xa, vừa trong và khơi bỡ ngỡ. Khuôn mặt nhỏ nhắn, cái miệng thật hiền. Vậy mà anh ấy đã từng đóng sĩ quan biệt động ngụy trong thành phố. Nghe anh kể chuyện thú vị trực nào, anh nghe nhiều và nói ít, nói nhỏ nhẹ và thân tình.